Số 5, đó là chúng ta thêm vận động và ăn trong chánh niệm. Cái này cũng là những cái khái niệm mà mình nghĩ bắt đầu mọi người nghe thấy, bắt đầu làm quen. Và cái bước số 6, đó là cái phần mà mình nghĩ quan trọng nhất, thanh lọc chữa lành. Thật ra, 6 cái bước này nó escalate nha. Tức là bước số 1 là bước đơn giản nhất, bước số 2 sẽ mất cái thời gian hơn, số 3 sẽ phải đầu tư hơn, số 4 cũng vậy, và số 5, tức là nó sẽ cái mức độ mà đầu tư thời gian, công sức, tiền bạc của mình nó sẽ tăng dần từ số 1 đến số 6. Mình đi vào cái đầu tiên ha. Cái đầu tiên của chúng ta là mình chọn lọc cái sử dụng cái thực phẩm nguyên chất. Cái này mình chắc chắn ai cũng nghe rồi. Nhưng mà phân biệt cái sản phẩm nguyên chất và cái sản phẩm chế biến, nhiều người vẫn lẫn lộn nó với nhau. Nhưng mà trước khi mình đi vào cái đó cụ thể đó, thì mình sẽ tìm hiểu thử xem đó là calorie và dinh dưỡng khác nhau chỗ nào. Khác nhau chỗ nào? Anh Trình. Thực chất anh cũng không phải chuyên gia, nhưng anh biết là dinh dưỡng là cái nó giống như các bạn PT hay là cái macro á, tức là chúng ta cần đủ ba cái nhóm chất protein, lipid và gluco, đường. Dạ. Còn calorie là những cái gì nó tạo ra năng lượng để cơ thể hoạt động. Vậy là bạn hoàn toàn có thể ăn toàn bộ là gluco, là đường, thì nó tạo ra rất nhiều calorie để bạn vận động, nhưng mà nó không đủ dinh dưỡng, ví dụ không đủ protein để xây dựng cơ bắp hoặc là cho các cái phần hoạt động khác, ở phần xây dựng các cái tái tạo tế bào của cơ thể. Thành ra là đôi khi người ta hay quan tâm đến cái calorie nhiều hơn là quan tâm đến dinh dưỡng, thì cái đấy không đúng. Calorie nó giống như cái cân á, dinh dưỡng là cái mình đặt trên cái cân đó. Tức là cái ví dụ như cái đùi gà, khi nó chưa chế biến thì cái dinh dưỡng của nó là bao nhiêu so với cái số calorie mà mình đang có. Ví dụ đặt lên cân nó có 500 calorie thì nó ví dụ vậy, thì trong 500 calorie đó thì nó có bao nhiêu cái phần trăm dinh dưỡng, thì mình đang nói nó giống như là số lượng đi với chất lượng vậy đó. Calorie nó là cái số lượng và dinh dưỡng nó là chất lượng. Tại vì khi mà mình đặt cái đùi gà đó lên thì nó có bao nhiêu cái chất dinh dưỡng là cái mà mình đang cần tiêu thụ trong bản thân của mình, nó có đủ hay không. Còn cái calorie tất nhiên nó là cái số của cái món đó. Cho nên là đây nè, mình cho mọi người thấy một số các cái đồ ăn ở đây. Mọi người có thể nhìn thấy là cái nào là calorie, cái nào là dinh dưỡng không? Mình sẽ nhìn thấy rằng là khi mà cái giống như Vân nói calorie nó cao thì nó ngon, cái dinh dưỡng thì là cái nutrient đó, cái dinh dưỡng nó thấp thì nó không ngon. Thật ra nó không hoàn toàn chính xác nếu mà mình chọn đúng cái đồ ăn đâu, nhưng mà cái chữ mà calorie mà nó ngon á thì mình hình mường tượng nó được dễ, đúng không? Đồ chiên giòn, đồ nướng, các thể loại mà ăn nó ngon miệng đó, hoặc là bánh cookie, kẹo nè, soda kia, tức là những cái rượu bia đều là những cái, ở đây đều là những cái đồ calorie cao hết. Ở đây không có cái nào mà chứa cái chất dinh dưỡng cao hết. Bởi vì sao? Nó đã qua xử lý hết rồi. Kể cả bánh cookie này là cái bột mì của nó cũng đã bị xử lý. Bơ cũng là một cái sản phẩm mà nó không có mang lại cái chất béo tốt cho cơ thể. Đường, và nó rất nhiều đường tinh luyện. Cho nên nhiều khi mình nghĩ ăn cái bánh cookie thì nó ngon mà, nó bổ dưỡng mà. Nhưng thực ra khi mình nhìn đến cái thành phần của nó là nó không có. Cái nó chỉ có số chứ không có chất. Tức là anh không hiểu là cái này là những cái đồ ăn mà cái lượng calorie nó nhiều hơn cái mức dinh dưỡng cần thiết của mình. Tất nhiên là nó cao hơn cái mức dinh dưỡng cần thiết. Và kể cả cái chất của nó cũng rất là kiểu như nó không có. Bởi vì thực ra nó vẫn có chất dinh dưỡng ở đây. Có mà. Có, nhưng mà những cái chất dinh dưỡng này nó thật sự không mang lại lợi ích cho cơ thể của mình. Đó thì em nói về cái số với cái chất để cho mình dễ hình dung thôi. Chứ tất nhiên là anh, cái phân tích của anh là nó chi tiết như vậy đó. Nhưng mà khi mà mình đang nói về cái gọi là cái chất lượng mà cái cơ thể mình nó cần á, thì nó không có nằm ở những cái này. Như vậy thì mình đang nói đến cái chuyện dinh dưỡng, chất béo. Lúc nãy anh Trinh cũng có nói rồi, cái nhóm ba cái nguyên tố mà mang lại cái nguồn năng lượng cho cơ thể của mình, chất béo là một trong đó. Vậy nó có cần thiết không? Cần chứ, rất cần mọi người. Nó là nguồn mang, tức là cái nguồn năng lượng mà nó đến để nó tạo cái sự đồng hóa của tất cả các vitamin trong cái cơ thể của mình, thì nó mới đưa được những cái vitamin nó đến cái nguồn trong cơ thể của mình. Và nó cũng là những cái mảng bao quanh cái mô tế bào.
cho cái cơ thể của mình rất cần thiết. Tuy nhiên nghĩ nó cần thiết cái xong cái ăn nhiều là không được, bởi vì cơ thể của chúng ta nó chỉ tiêu hóa được những cái chất béo tốt và số lượng có giới hạn, chứ không phải là mình nghĩ nó béo tốt cái giống như hạt á mọi người. Ô cái này chất béo tốt, ăn nhiều hạt, quất cho một ngày một hộp là xong ngày luôn. Cái gì nó cũng có cái giới hạn nha mọi người. Bây giờ mình sẽ tham khảo một chút về các cái thể loại chất béo. Chất béo thế nào là cái nào là tốt, cái nào là xấu, thì mình phân biệt tốt xấu để cho mọi người dễ hình dung hơn là mình đi theo đúng cái tên của nó. Tại vì chất béo tốt là cái unsaturated fat thì nó là tiếng Anh, nhưng mà mình nói tốt đi để cho mọi người tập trung vô. Nó có cái chất béo không bão hòa, đa và đơn, thì ở đây nó có trong dầu hạt nhân như mình vừa nói về hạt nè, dầu ô liu, trái bơ, các loại hạt, và hai cái chất béo mà khá là cần thiết mà chúng ta có thể thấy là các cái nguồn thực phẩm bổ sung nó có khá nhiều, đó là omega 3 và omega 6 đó. Omega 3 thì mọi người thấy rồi, là các loại hạt lanh, rồi lanh là phát xít đó mọi người, cái hạt chia nè, óc chó, cá hồi, cá ngừ, cá thu, cá mòi, cá trích. Omega 6 thì nó hơi khó hơn, omega 6 thì nó hơi ít hơn, là nó có trong dầu hoa anh thảo, dầu hướng dương, dầu mè và các loại hạt. Nhưng mà một lát nữa về cái phần trái cây mọi người sẽ thấy là sẽ có những cái trái và hoặc những cái rau mà nó có cái loại omega này. Chất béo xấu thì đây là những cái mà mình nên hết sức giới hạn. Tất nhiên là không thể là cấm mình ăn được rồi, bởi vì thịt thà mà mình muốn ăn ngon thì mình vẫn có thể ăn thôi, nhưng mà nên giới hạn ở cái mức mà tối đa. Và cái mà chất béo xấu rất xấu là cái mà khuyên không nên đụng đến, nhưng mà có nhiều người vẫn không có ý thức được. Ví dụ như là nó nằm trong mấy cái margarine nè, cái vegetable shortening của mấy cái đồ, mọi người biết cái mấy cái món chiên bơ mà mình đi ăn ốc chiên bơ làm đó đó, mình tưởng bơ kia phải không? Không phải đâu, margarine không à, nó mới lên được cái mùi đó. Chứ còn cái bơ thiệt á, mọi người làm ở nhà thử chưa, có bao giờ thử làm cái gì chiên bơ không? Nó hơi nhẹ một chút rồi nó bay mất rồi, chứ nó đâu có nhiều cái mùi như vậy. Chỉ có cái margarine nó mới ra cái mùi đó mà thôi. Dầu đậu nành là cái mà mọi người rất rất nên hạn chế. Cái này nó nằm trong cái món các cái đồ nấu ăn ấy. Thì cái dầu đậu nành là cái mà mình nên đừng có chọn. Nấu ăn, chiên xào, các thể loại dầu dừa ép lạnh. Mọi người nhớ chữ ép lạnh nha. Tại vì bản chất của dầu dừa nó cũng có thể là tinh chế, nó đã qua các cái xử lý, chế biến, làm nóng, và nó thành cái giống như mọi người thấy là người ta hay tự nấu dầu dừa tại nhà đó, là nó không còn nữa đâu, nó không còn tốt nữa đâu, phải là cái dầu dừa ép lạnh. Cho nên là bản thân của những cái đó đó là để mình chọn lọc á, là cũng đã nhức đầu đó, chứ không dễ đâu. Nhưng mà mình ý thức được thì mình sẽ nhớ cái chuyện này, bởi vì hồi lúc đầu mình cũng vậy đó, cũng đi từ những cái đơn giản như vậy thôi, mình tìm những cái thông tin đơn giản như vậy thôi. Mình đi tới cái tiếp theo của trong ba cái chất quan trọng, đó là cái phần protein. Nhưng mà mình muốn nhấn mạnh vào cái protein dinh dưỡng, tức là những cái mà mang lại dinh dưỡng cho mình. Vì cái vai trò của cái protein nó là nó giúp cho các cái tạo ra các amino acid cho cơ thể mình nó hoạt động. Và các cái nguồn mà mình có thể gọi là dinh dưỡng thì mình có thể lấy từ cá hồi Alaska, bò chăn thả ăn cỏ. Tại sao lại là cá hồi Alaska và bò chăn thả ăn cỏ? Từ thiên nhiên, nguồn thiên nhiên. Tại sao lại là nguồn thiên nhiên? Thật ra những cái đồ mà chế biến và cái công nghệ mà nuôi gia súc, nuôi trồng thủy hải sản á, nó đều có các cái chất kích thích, các cái chất tăng trưởng, hormone. Thì khi mà chúng ta ăn những cái đồ đó là một cách gián tiếp mình đưa vô người mình. Và đó là lý do tại sao nhiều khi có những cái bệnh mà mình không biết tại sao. Không biết tại sao mình bị cái bệnh đó, vì mình đâu có nghĩ là mình tiếp xúc với những cái hóa chất đó, nhưng thực ra nó đi qua đường ăn uống. Và mình sẽ không kiểm soát được cái nguồn, đúng không? Bởi vì mình cứ nghĩ là thôi cá hồi thì cá hồi thôi, chứ mình cũng không có nghĩ là nó cái gì phức tạp. Rồi, mình đang nói đến các cái protein dinh dưỡng như vậy thì rau củ và trái cây có protein không? Nhiều không? Vậy sao không ai ăn vậy? Trời ơi, có sẵn gì sao không ai ăn vậy? Mọi người có ăn đủ không? Có thay thế được không? Đó, thấy chưa?
đâu có thay thế đâu. Bò vẫn là bò chứ, beef steak vẫn là beef steak chứ, đâu có thể nào thay thế bò bằng rau xanh được. Thật ra nếu như mọi người, cái sự cân bằng á, nếu như chúng ta có thể tăng được cái lượng protein từ rau củ quả thì nó sẽ cân bằng rất tốt. Bởi vì sao? Cái protein trong chất đạm thịt động vật là nó nằm thuộc cái saturated fat lúc nãy. Tất nhiên mọi người vẫn ăn nhưng mà nên giới hạn. Thì mình đã giới hạn nó thì mình bổ sung bằng cách nào? Đây là cái nguồn. Đây là cái list top 10 cái loại trái cây mà có cái chất đạm, cái độ đạm cao nhất. Có cái trái nào mọi người không ăn không? Ổi nè, mơ nè, blackberries nè, tua chuối nè, raspberries, bơ, kiwi, cam, dưa, đào. Có ai không ăn gì không? Và đây là top 10 cái loại rau mà mang cái chất đạm cao nhất. Nhiều khi mình nghĩ rau nó chỉ xanh thôi đúng không? Chứ nó không có đạm đúng không? Nhưng mà rất là nhiều thứ. Cái beans á mọi người, các loại đậu rất là tốt. Ở đây là lima beans á, nhưng mà green peas á, nhưng mà có nhiều cái loại đậu rất là tốt luôn. Cái chickpea rất tốt, cái đậu gà đúng không cưng? Cái chickpea cũng rất là tốt. Nhưng mà cái này là top của cái protein, tức là nó là top 10 của cái protein. Cho nên cái chickpea nó chưa chắc nó nhiều bằng cái này, nó có chứa cái khác nữa chứ nó không phải là protein nhiều. Nó có thể chứa cái khác nhiều hơn. Artichoke nè, mushroom nè, giá, spinach là bó xôi nè, asparagus là măng tây, cái Brussels sprout là cái cải Brussels nhỏ nhỏ nè, broccoli, đó là rau củ mà mình hoàn toàn có thể thay thế được cho tất cả các cái chất đạm. Rồi đến cái phần tinh bột. Thật ra tinh bột là mọi người hay nghĩ rằng là đây là cái gây ra cái sự tăng cân. Thật ra thì nó đúng, bởi vì chúng ta đang sử dụng tinh bột đã qua chế biến và nó vô cơ thể như mình nói rồi, nó không tiêu hóa được thì nó thành ra một cái khác đó. Cho nên là cái quan trọng của cái phần tinh bột đó là tinh bột nguyên chất, bột nguyên cám, thì cái đó là cái mà sẽ giúp cho mình có đúng cái nguồn dinh dưỡng cần thiết. Mọi người cứ ăn cơm như bình thường nhưng mà chọn cái loại gạo nguyên cám, gạo lứt, gạo huyết rồng. Và cái tinh bột đúng của nó thì như mọi người thấy là nó sẽ làm cho cái nó giữ cho mình no lâu á, cho nên là cái năng lượng của mình nó không có bị mất nhanh. Rồi đó là cái phần tinh bột. Ở đây là mình sẽ cho mọi người thấy một số các cái thể loại tinh bột nguyên chất mà chúng ta có thể thay thế nếu như chúng ta không muốn cơm mỗi ngày, thì chúng ta hoàn toàn có những cái nguồn thay thế. Và rất là nhiều người quen thuộc cái này: khoai lang, khoai tây, gạo lứt như anh Trinh nói. Nhưng bên cạnh đó chúng ta sẽ có những cái nguồn này. Mọi người biết này là gì không? Couscous. Nó tên là couscous. Cái này Pháp nó hay ăn lắm. Dạ, couscous bo bo. Không, bo bo nó to hơn anh. Bo bo nó bự hơn. Cái này nó nhỏ xíu à. Nhỏ xíu 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 à. À, nó hơi giống hạt kê á. Nhưng nó không phải hạt kê. Kê là một loại khác, couscous là loại khác. Oatmeal, mà oatmeal cũng phải là cái loại nguyên cám. Mọi người biết này gì không? Không phải. Không phải đậu gà, chickpea là đậu gà, nhưng cái này không phải đậu gà. Đố mọi người biết cái này, mà cái này rất ngon. Cái tên hơi lạ, tiếng Việt nó dịch là kiều mạch. Nhưng buckwheat này là một trong những cái loại hạt Hàn Quốc họ xài, họ làm cái mì á, cái mì buckwheat á, cái mì lạnh của họ đó là họ xài từ cái này. Và thêm một cái này nữa là cái mà mình nghĩ rất rất là hữu dụng, rất ngon nữa, ăn salad thường luôn. Đố mọi người biết. Cái quinoa là nó đứng đầu trong cái danh sách là chứa những cái chất protein, high protein, whole grain luôn đó. Và
tất cả các cái whole grain á, nó chứa từ khoảng 2.000 đến 4.000 cái antioxidant, tức là cái chất chứa chống oxy hóa. Cho nên là mọi người ăn grain là trẻ lâu á. Đây là một cái khái niệm mới nè mọi người, có lẽ là mình đi sơ qua thấy cái khái niệm mới về gluten free. Việt Nam mình thì có lẽ ít người bị hơn, nhưng mà có thể là vì người ta chưa biết. Bởi vì cái gluten nó gây ra cái problem trong cái chuyện tiêu hóa, cái vấn đề tiêu hóa. Khi mà chúng ta không có bị ảnh hưởng bởi cái này thì chúng ta ngăn được các cái chứng sưng viêm, tại vì nhiều người bị cái này lắm. Và giúp cho các chức năng tiêu hóa nó tốt hơn nếu như mà mình loại bỏ được cái này. Thì ở đây có một cái clip để cho mọi người hiểu về cái gluten một chút. Cái này nó sẽ cho mình thấy một cái điều là mỗi lần mà mình đi shopping á, mình chịu khó đọc kỹ cái thành phần. Ở đây ai đi shopping đọc thành phần ghi trên nhãn mác, nhãn hàng, bao bì. 1, 2 chỉ có 2 người thôi. Cái này quan trọng lắm mọi người. Và mình đã phải học cái này cũng khá lâu lâu rồi. Và mình đã bắt đầu đi. Tại vì khi mà mình hiểu được cái nó ghi á, mọi người biết khi người ta sản xuất á, người ta phải đạt những cái chuẩn và người ta sẽ phải những cái requirement mà họ đòi hỏi để mà ra được cái bao bì đó là phải qua bao nhiêu chỗ duyệt, Bộ Y tế, An toàn vệ sinh thực phẩm, các thể loại nó duyệt xong, nó hồi ra đâu ai đọc. Nhưng đối với người đọc thì nó rất hữu ích. Cho nên là đối với cái phần mà label reading á, mọi người là tất cả những cái chất mà nó ghi họ không thể giấu được. Cho nên chúng ta hoàn toàn có thể đọc được tất cả những cái điều này trên cái bao bì. Mọi người biết rồi đó, cái bột ngọt á, cái MSG nó là cái tên chính thôi. Nhưng nó sẽ có những cái tên phụ, hương liệu tự nhiên, glutamate, hương liệu nhân tạo, đều là hình thức của bột ngọt hết. Mà mọi người có biết bột ngọt nó ảnh hưởng nhiều khi mình, giống như mình ăn mà mình bị tê, thì chỉ nghĩ là nó ăn cho nó tê thôi. Nhưng mà thực ra cái vụ tê đó là mọi người thấy nó ảnh hưởng cái gì? Directly vô thần kinh của mình. Và đó chính là một trong những cái thể loại mà nó gây ảnh hưởng đến thần kinh của mình rất nhiều. Nó tích tụ và nó tạo thành các cái kim loại nặng trong cái hệ thống não của mình, gây ra đủ thứ bệnh liên quan đến thần kinh. Căng thẳng, stress, trầm cảm nó cũng liên quan đến cái đó hết. Mà mình đâu có để ý đâu. Mình cứ nghĩ là thì ai dị ứng bột ngọt thì dị ứng, không dị ứng bột ngọt thì bình thường. Nhưng thật ra không dị ứng không có nghĩa là nó không tác động đến cái hệ thống thần kinh của mình. Cho nên là khi mà mình đọc cái nhãn, nếu mà không thấy chữ MSG á, thì tìm mấy cái còn lại nha mọi người, tại vì nó có đầy hết. Chứ không phải là không có đâu. Còn cái đường thì mọi người dễ hiểu rồi, các cái phần nãy mình cũng đã đi qua rồi. Và liên quan hướng dẫn sử dụng bảo quản nè, nhiều người bây giờ mới bắt đầu nghĩ đến đoạn mà hạn sử dụng, bắt đầu nghĩ đến còn deadline không, hay là hết deadline rồi.
Nhưng mà mới tới đó thôi chứ chưa nghĩ đến cái phần còn lại. Ở đây là một cái ví dụ của cái label nè. Đó, mọi người thấy không? Họ phải ghi đầy đủ trên này hết. Nhưng mà mình cứ nghĩ mặc định là nó vậy rồi, nó tốt rồi, đâu cần phải ghi thêm. Gluten đấy thì thông thường ở ngoài những cái tác hại của nó ra thì nó có cái tác dụng gì? Gluten nó thật ra nó là một cái chất trong những cái thực phẩm mà người ta không có xác minh được. Nó tức là bây giờ họ vẫn chưa xác minh được. Tiếng Việt mình không có dịch luôn, tức là cái gluten thôi. Nó không có xác minh được là tại sao nó có cái chất đó. Nhưng mà nó sẽ ghi trên bao bì là cái chất, cái sản phẩm đó có gluten hay không. Dạ, thì nó ảnh hưởng đến cái hệ tiêu hóa của mình. Sẽ có người bị dị ứng, nhưng sẽ có người không bị dị ứng. Nhưng sẽ có những người bị cái bệnh celiac lúc nãy đó, là họ ăn vô một cái là họ xong luôn. Nhưng mà như em nói lúc nãy là Việt Nam mình thì chưa có thống kê, cho nên mình không biết là cái tỷ lệ tại Việt Nam mình nó có nhiều hay không. Nhiều khi người ta bị tiêu hóa nhưng mà người ta chỉ nghĩ là problem về tiêu hóa, chứ người ta không biết là vì nguyên nhân là họ ăn trúng những cái đồ có chứa gluten. Bởi vì khái niệm này còn đang rất mới. Mà cái chất đấy là người ta không loại bỏ được ra trong quá trình sản xuất, chứ không phải cố tình cho vào. Dạ đúng rồi, cái này nó nằm trong những cái thực, cái cây á, những cái cây mà nó có sẵn một cái chất ở trong cái cây đó. Đúng rồi, cái đó để cho vào cho nó ngọt. Chính xác. Thì cái này không có cái đấy đúng không? Đúng rồi. Cái này nó sẽ có, cho nên sẽ có những cái sản phẩm mà nó sẽ ghi rõ là cái cây đó nó không có cái chất này, để cho mình biết là mình không ăn phải. Còn nó không phải là như anh nói, không có add in, không phải là cái chất add in. Đó thì đây là những cái mà mọi người thấy phía dưới nè, nó cứ ghi rất là đầy đủ bao nhiêu cái fat, cholesterol đầy đủ, để cho mình khi mà đặc biệt là mình muốn đếm calorie thì đây cũng là một cách để đếm. Cho nên cái bước này đó là chúng ta đầu tiên là chúng ta chọn thay, làm sao chúng ta có thể thay đổi được cái nhà bếp của mình dần dần bằng các cái sản phẩm nguyên chất. Đi chợ bây giờ để ý hơn, lúc nãy mình đã đi qua được ba cái điều quan trọng đúng không? Protein, tinh bột và chất béo, những cái nào mà mình tiêu hóa được. Thì bây giờ khi đi chợ mua sắm, để ý chuyện đó. Đó là bước đầu tiên để giúp cho chúng ta bắt đầu thay đổi. Bởi vì cơ thể mình rất hay nha mọi người. Khi mà nó bắt đầu được thanh lọc á, tức là nó ăn những cái đồ sạch á, nó tự động thay đổi cái khẩu vị của mình. Và khi đó mình sẽ giảm bớt cái cơn thèm thịt. Giống như mình bây giờ là mình không có thèm đó. Và một ngày mình có thể hoàn toàn chỉ ăn trái cây, rau củ mà thôi. Và không hề thèm. Và nó không đói nha. Cái hay của nó là nó không đói, bởi vì sao, như mình cũng đã nhìn thấy rồi, tất cả các protein của nó đã đều cung cấp đầy đủ nếu mình ăn đúng theo cái menu mà mình đã chọn. Và nói về năng lượng, đây là cái không hề gây cho mình mệt mỏi. Mình có thể đi chơi, không uống rượu, đi tới 2 giờ sáng vẫn bình thường. Một ngày, tức là mình có thể bắt đầu một ngày rất là bình thường, đi tới 2 giờ sáng không mệt. Tại vì alcohol mình cũng bỏ lâu rồi, mình không có uống rượu nữa. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là mình không enjoy ha. Đi chơi vẫn có thể enjoy, vẫn có thể dancing, vẫn có thể các thể loại, nhưng không mệt. Thì đó là cái mà mình thấy tác động tốt nhất đến cơ thể của mình, khi mà mình sử dụng những cái thực phẩm lành mạnh và có cái chế độ ăn uống cân bằng. Thì nếu như mọi người đi làm thì đó là cái mà giúp cho mọi người luôn luôn có cái tinh thần mình nó sáng suốt. Đó, như cái này mình cũng là thay cái gạo lứt, tức là mình thay đổi cái lượng gạo của mình, hoặc là thêm những cái tinh bột tốt vào trong cái chế độ ăn của mình. Và mọi người nấu nướng chế biến thì mình nên chọn những cái cách mà nó giữ được, dạ, nó giữ được cái nguyên chất cao nhất. Hấp, nếu mà thực phẩm ví dụ như cá thì mình có thể nướng bằng cái lò chiên không dầu, dạ. Đó là những cái cách mà đơn giản nhất mà mình ăn đơn giản thôi. Chịu khó một chút là mọi người á, mình thay những cái đường nè, bột ngọt nè, bằng những cái tự nhiên. Giống như là khi mà mình nấu ăn á, nấm. Nấm nó là mang cái vị ngọt rất là ngon, và nấm nó rất là tốt. Hoặc là nếu mà nấu chè, mình thay bằng chà là. Hoặc là dừa, bây giờ đã làm những cái loại đường dừa rồi đó mọi người. Cái đó là cái nguồn đường tự nhiên, họ không có xử lý chế biến, rất tốt luôn. Chà là một trong những cái mà khi mà mình sử dụng trong các cái nấu ăn ấy, cũng rất là tốt cho cái vị ngọt, mà không có cần nhiều đâu, mà ngọt thanh nha, chứ không có bị ảnh hưởng, cái vị ngọt của mình nó không có bị ảnh hưởng đâu. Và tập ăn với cái vị tự nhiên của nó. Người Việt mình quen gia vị á, tất cả mọi thứ mình đều có rất nhiều gia vị trong đó.
thì cái mình bị quen á, giống như một cái lúc đầu hồi xưa mình đi, những cái thời gian đầu mà mình đi nước ngoài, đi châu Âu nó ăn lạc lắm. Mình nói chứ sao ăn lạc vậy mà ngon gì? Vì mình quen rồi. Mắm, các thể loại mắm, các thể loại gia vị mình rất là mặn, hoặc là trộn rất là nhiều thứ để cho nó ra một cái món rất là ngon. Nhưng mà vì quen cái đó cho đến lúc mà mình không còn cảm nhận được cái vị tự nhiên nữa. Nhưng mà đến lúc mà mình đổi, mình ăn cái rau củ mà chỉ đơn giản là hấp thôi, không chấm với bất cứ một cái gì khác, mà cái vị của nó rất là ngọt. Mình ngạc nhiên luôn, nó ủa sao nó có thể ngọt như vậy? Thì khi mà mình dành cái thời gian của mình cho nó, mình cho nó cái sự chú ý của mình, thì mình sẽ cảm nhận được cái hương vị tự nhiên của nó. Đó là cái bước số 1 nha mọi người. Mọi người làm được tới đây là mọi người cũng thấy đi được một cái đường khá là giỏi rồi đó. Rồi chúng ta đi qua cái bước số 2. Tập trung vào trái cây rau củ. Đây là một cái tầng nâng lên. Cho nên khi chúng ta đã xong được cái bước số 1 rồi á, dần dần mọi người sẽ thấy là cơ thể mình nó sẽ thích, nó sẽ bị thu hút bởi rau củ và trái cây nhiều hơn là những cái món ăn mà mình đang có trong cái bữa ăn hàng ngày của mình. Giống như bây giờ mà mình nhìn thấy mấy đồng, trời ngon quá, đã quá, đã quá, tự nhiên cái cơ thể mình nó cảm thấy rất là thích thú. Tất cả những cái món ăn, thật ra là mình cũng đã đi thử khá là nhiều các món ăn gọi là dining, rồi các thể loại mà high dining, các thể loại mà ngon lành, rồi kia này nọ, các món mà làm đẹp đẹp nhỏ nhỏ xíu xíu vậy nè, cái fine dining ấy mọi người cũng đã thử rồi, các thể loại mà món ăn mình thích ăn mình cũng đã thử rồi, các thể loại mắm, các thể loại gì đó, là hầu như các thể loại mình cũng đã thử rồi, cái gì thích ăn là đã thích ăn rồi. Nhưng đến bây giờ thì mình mới nhận ra là cái đó mình thích, nhưng khi mà mình cái cơ thể mình nó thích cộng với cái mình thích, nó tạo ra một cảm giác khác hẳn. Tự nhiên cái nhìn cái mình, ôi chứ nó đã dễ sợ luôn á, tự nhiên nhìn cái này thấy nó đã dễ sợ, mà mình giống như mình có thể ăn một cái tô salad trộn với các loại khác nhau, mà ăn xong trời sao nó đã vậy ta, nó sung sướng vậy ta, mình sung sướng đều luôn á. Nhưng mà nếu mà mình hồi xưa mình ăn fine dining á, mình cũng rất là thích nha, thích như ôi đã quá, đã quá, đã quá, nhưng mà nó chỉ trong một cái lúc đó thôi. Nhưng mà bây giờ là nó, cái cảm giác của mình cảm nhận được là nó có vẻ nó tồn tại và nó kéo dài hơn, bởi vì từ cái cơ thể của mình nó là cái mà nó muốn, và cái suy nghĩ của mình cũng là cái mà mình thích nữa, cái nó đều hơn á. Đó, thì cái đó là cảm xúc của cá nhân mình thôi, có thể mỗi người sẽ khác nhau, nhưng mà mình nghĩ cái đó là cái lợi ích khi mà mình chuyển sang bắt đầu đi vào cái thiên nhiên và tập trung vào trái cây rau củ. Ở đây á, ở đây mình có cái những cái trái cây mà mình recommend là mọi người nên ăn, và có cái cuốn sách để mà chúng ta có thể tra cứu. Mình cũng recommend lát nữa mình sẽ liệt kê cái sách của cái nguồn trái cây này để cho mọi người có thể tham khảo, và mình có thể giữ nó, mua nó như là một cái cẩm nang vậy đó. Tại vì mỗi một cái này nó đều có tất cả những cái chất trong đó, ví dụ như là táo là thực phẩm tốt cho não nè, chống béo phì, chịu khó ăn táo nếu mình muốn giảm cân. Mơ là một cái powerhouse, nó tăng cường B12. Rồi đến cái trái bơ. Trái bơ mọi người quen nó rồi đúng không? Mọi người biết cái trái bơ là mọi người đã thường ăn và nghĩ là nó là chất béo tốt. Đó chính là cái omega 6 đó mọi người. Cái omega 6 là cái trái bơ này nè. Nó tốt cho não và làm giảm chứng mất trí nhớ. Bơ cũng làm giảm khô da nè, làm đẹp da nữa nè. Rồi cái trái chuối, mình nhiều khi mình nghĩ nó đơn giản là mình thích ăn chuối thôi, vì nó ngon, nó ngọt, nó bùi. Nhưng mà nó là cái thực phẩm mà giúp xoa dịu giấc ngủ, giảm an thần, rất là tốt. Cũng như là nó cung cấp rất là nhiều axit amin và kali giúp cho dễ tiêu hóa. Nó là cũng là một cái loại trái cây mà cung cấp cái chất điện giải, cho nên nó tốt cho những cái người đi tập thể dục thể thao á. Mình nên trước khi tập mình ăn một trái, tập xong mình ăn một trái, nó sẽ rất là tốt, cung cấp cái năng lượng cho mình rất là tốt. Có một cái mà mình rất là thích, đó là cái quả mọng, là cái dâu đó, các loại mà berries á mọi người, cái đuôi của nó là berries á. Chất chống oxy hóa tốt nhất, vẫn tốt thứ nhì, nhưng mà là những cái nhóm trái cây mà mình nên ăn nhiều, bởi vì nó giúp chất chống oxy hóa và nó thúc đẩy khả năng sinh sản đối với những ai mà đang trong cái độ tuổi sinh sản và khó khăn. Thì thật ra nguồn trái cây á mọi người, mình hay nói cái
đơm hoa kết trái là cái ví von của mình khi mình nói về những cái thành tựu trong cuộc sống, hoặc là khi hai vợ chồng chuẩn bị có con, hoặc là có con rồi, thì cái ví von đó nó lấy từ cái gốc của mình, đó là trái cây. Tức là khi mà cây nó ra hoa kết trái, đó là cái thành tựu của nó. Và trái cây là cái nguồn thức ăn bây giờ mình đang coi đó là tráng miệng, phải không? Đồ ăn phụ, phải không? Nhưng mà cái thời mà cổ lỗ sĩ hồi xưa, người ta làm gì có mấy cái món ăn như bây giờ, đúng không? Người ta ăn gì mọi người? Adam, Eva, trái đầu tiên là trái táo. Thì nguồn trái cây ngày xưa nó là nguồn thức ăn chính. Nhưng mà chính con người mình thay đổi nó, chứ không phải là nó thay đổi. Đúng không? Mọi người mình đổi cái chế độ ăn thành mình ăn mấy cái khác, nhưng mà mình ăn thịt nhiều hơn. Chứ còn bản chất trái cây nó vẫn vậy thôi. Cho nên là tất cả những cái thứ mà chúng ta cần nó nằm ở trong trái cây. Giống như là cái trái cherry là bây giờ mình nhập nè, nó là một cái loại thuốc bổ gan rất là tốt, thanh lọc đường ruột, cũng là giúp giảm cân. Hồi đầu tiên ăn cái này á, hay bị đi toilet, nhưng mà nghĩ bụng biết, ô thì ra là nó nhuận trường. Cherry rất là tốt, nhưng tốt không có nghĩa là ăn nhiều nha, lần nữa, tốt không có nghĩa là ăn nhiều. Mọi người nhớ là một lần ăn khoảng chừng một nắm thôi, đừng ăn hết nguyên cái nửa ký hoặc ký đó, tại vì cái vị nó ngon, đúng không? Cái vị nó ngon nên mình dễ bị dụ. Có một cái trái mà hồi nãy mình cũng nói sơ qua, nhưng mà thật ra nó là một cái trái mà bây giờ mình khoái chí lắm, đó là cái trà là tươi á mọi người. Mình đã quen với cái khái niệm trà là khô, nhưng mà trà là tươi bây giờ mới bắt đầu nhập về nè. Cái dạo gần đây nó, vài năm gần đây nó bắt đầu nó phổ biến hơn. Thì cái trái trà là tươi này mình rất là khoái chí là bởi vì ăn nó giống như mía, nhưng mà là mình nhai nuốt được. Mía mình phải nhả cái bã ra. Mặc dù là nó có cái vị chát, nhưng cái vị ngọt của nó át cái vị chát mà mình ăn mình bị ghiền. Thì cái trái này nó rất tốt cho cái hệ tiêu hóa, và nó còn tiêu diệt tất cả các loại nấm và mầm bệnh trong cơ thể của mình. Cái đây cũng là một cái trái mà rất là lý tưởng cho vận động viên chuyên nghiệp á, họ ăn trong cái lúc mà họ thi đấu, bởi vì nó cung cấp cái năng lượng rất là tốt, nó cho một cái lượng kali với lại glucose straight cung cấp ngay cho não và cơ bắp luôn. Mình nói sơ một số ha, còn lại tất cả các cái trái kia nó đều có cái chức năng của nó. Và có cái trái lê nó cũng là cái giảm cân nè. Trái táo, trái lê và trái cherry đó là những cái trái mà giúp giảm cân. Dưa là một cái nguồn, nó giống như sữa mẹ vậy đó mọi người. Nó giống như một cái liều thuốc mà tiêm dinh dưỡng vô tĩnh mạch vậy đó. Khi mà mình ăn dưa nó giống như vậy đó, là nó cung cấp ngay tất cả các chất dinh dưỡng thẳng vô trong cái cơ thể của mình mà không có cần phải tiêu hóa quá nhiều. Nhiều người không chịu ăn dưa, nhưng mà dưa rất là tốt, nó giống như là đúng nghĩa là như sữa mẹ. Nho thì nó bổ thận, sạch gan, người ung thư. Và kiwi là như lúc nãy mình có nói, là kiwi là cái sản phẩm rất tốt cho người bị tiểu đường, vì nó cân bằng đường máu. Khi mà người ta bị tiểu đường thường bị khuyên là không được ăn trái cây á, thì cái đó là cái không có đúng, bởi vì bác sĩ đang mặc định cái đường trong trái cây nó giống với cái đường tinh luyện, nhưng hai cái đó không giống nhau. Bởi vì đường trong trái cây là cái mà cơ thể mình nó tiêu hóa được, chứ không phải là cái kia cơ thể nó không tiêu hóa được. Đó, cho nên đó là một trong những cái điều mà rất là nhiều người không có biết, đó là cái đường ở trong trái cây á, mặc dù mình nghĩ nó ngọt, nhưng actually nó chiếm rất là nhỏ. Giống như trái nho mình cứ nghĩ nó ngọt phải không, nhưng thực ra cái nho nó chua nhiều hơn ngọt. Và tất cả những cái trái cây như mình nói, nó là nguồn thực phẩm chính, cho nên nó chứa nhiều cái chất dinh dưỡng hơn bất kỳ một cái nguồn thực phẩm nào khác. Và nó có cái đặc tính là sửa chữa, khôi phục cơ thể của mình. Cái lượng đường đó chính là cái lượng glucose mà cái lá gan của mình nó cần để nó dự trữ. Và như mình nói rồi, ăn nhiều trái cây chống oxy hóa, trẻ lâu. Tuy nhiên, cách ăn trái cây, bởi vì chúng ta đang quen với cái khái niệm ăn hiện tại là mình coi nó là trái để ăn tráng miệng, thì khi chúng ta tăng cái lượng trái cây lên á, thì chúng ta nên ăn cách một cái bữa ăn chính của mình một tiếng, trước hay sau gì cũng được hết.
Ví dụ như mình ăn cơm rồi mà muốn ăn trái cây thì đợi khoảng chừng tiếng sau nên ăn trái cây, chứ đừng ăn cùng một lúc. Bởi vì đó là chính là cái chuyện mà nó gây cái chuyện là cơ thể nó không tiêu hóa được, nó mix tùm lum. Cái đồ chậm với cái đồ nhanh nó mix với nhau, rồi tới hồi nó không tiêu hóa được thì là mình đổ lỗi cho trái cây. Thật ra không phải lỗi tại nó, mà là do cái cách ăn của mình. Ở đây cho mọi người coi một cái clip về cái tỷ lệ đường nha, để cho mọi người ăn. Cà chua với chanh cũng có đường trong đó, nhưng mà nó ít thôi. Và kể cả những trái mình nghĩ nó ngọt nhất thì nó cũng chỉ có mấy gram trong 100 gram đó thôi. Cho nên cái mình tưởng tượng là nó rất là ngọt và cái lượng đường đó nó hại sức khỏe của mình là không có đúng, nó không có cái cơ sở. Đây là những cái loại rau cải, rau củ mà mình recommend cho các cái bữa ăn hàng ngày của mình. Thì cái nhóm này nè, đây là cái nhóm mà có thể gọi là cái rau xanh lá to. Tiếng Anh nó gọi là greens á, tức là nó nói về cái lá to mà xanh đậm á, cái màu xanh của rau nó xanh đậm, thì cái lá nó bự á, thì đây là cái nhóm rau mà mình nên ăn rất là nhiều. Bởi vì trong những cái rau này nè, nó chứa rất là nhiều những cái lợi khuẩn và rất là nhiều cái lợi ích, ví dụ vitamin nữa. Cho nên là cái nhóm rau xanh, cái mà chắc chắn không thể không nhắc tới đó là cần tây. Và cái này thì chắc là mọi người ai chơi với mình đều bị dụ uống nước ép cần tây. Nó không phải hạ huyết áp. Cái mà hồi xưa mình tưởng đó là cần tây nó làm hạ huyết áp, và đó là cái chức năng của nó, nhưng thực ra không phải. Cần tây nó chỉ đơn giản là nó điều hòa huyết áp mà thôi, và nó chữa được bách bệnh, từ mỡ trong máu đến trào ngược dạ dày, đau bao tử, tiêu hóa. Nó thực ra nó làm sạch gan và nó chữa từ đầu đến chân, tốt cho thần kinh của mình luôn. Nó chữa được rất là nhiều từ đầu đến chân đó, đúng nghĩa. Cho nên là mình luôn luôn recommend mọi người là uống cái nước ép cần tây vào buổi sáng. Khi mà mình thức dậy chưa có ăn gì hết thì mình uống 500 ml, 500 cho dễ nhớ thôi, chứ đúng của nó là 473 ml theo cái tiêu chuẩn đo của nước ngoài á. Nguyên chất, không pha bất cứ một cái gì cả, không đường, không nước, không bất cứ một cái trái gì add in. Và nếu như mà chúng ta khó uống thì nên cắt bỏ cái lá đi, uống cái thân thôi, thì nó sẽ hơi giống như uống rau má vậy đó, chứ nó không có khó uống. Nhưng mà có cái lá đây, bạn này có lá không uống được, nhưng mà nó hơi đắng á, vì cái lá nó làm cho nó bị đắng. Nếu mà ai không quen, còn nếu mà quen thì uống luôn, nhưng mà nhớ là nguyên chất 100% và uống lúc bụng đói, chứ không uống lúc mà đã ăn rồi. Và sau đó nửa tiếng thì mọi người có thể bắt đầu ăn sáng. À, riêng cái cần tây này nó kỳ một chỗ là nó chỉ tươi thôi, nó mới có tác dụng. Còn nó đã chế biến rồi, mất tác dụng của nó. Và những cái ví dụ như mình uống cùng với sinh tố á, sinh tố mình pha với những cái khác thì nó cũng mang cái tính chất tốt cho sinh tố này nọ thôi, nhưng nó sẽ không 100% cái tác dụng của nó khi mình muốn chữa bệnh á, hoặc là mình muốn thật sự tốt cho sức khỏe của mình á,
thì phải là nguyên chất. Riêng cái thằng cần tây thì nó đòi cái đó, nó hơi cực với nó một chút nhưng mà rất tốt. Hôm trước là chị của mình bị mỡ trong máu, bị tim và bị hạ đường huyết, cho nên là rất là sợ đưa bất cứ cái gì cho người. Nhưng mà sau khi là mình nói là bắt buộc uống cái cần tây này thì nó mới giúp được cho mình á, thì nó chỉ uống một tháng, thì đúng canh đúng một tháng. Thì trong cái tháng đó là chị bỏ luôn cả cà phê, không uống cà phê. Thì đến đúng một tháng đó là đi khám bác sĩ, thì cái tỷ lệ mà đi khám lại đó là nó giảm. Mà bác sĩ cũng ngạc nhiên là tại sao nó có thể nhanh như vậy. Tất nhiên là một tháng nó sẽ không giải quyết hết cho mình đâu, nhưng cái tỷ lệ mà nó giúp giảm cho mình nó rất là nhanh và rất là tốt luôn. Bởi vì cần tây nó không có hiệu ứng phụ giống như thuốc, tại vì tất cả các thuốc mà mình uống cho cái mỡ trong máu và những cái tim mạch này nọ đó, nó đều là có những cái hiệu ứng phụ hết. Cho nên thuốc tây nó là một cái ngắn hạn thì ok, nhưng nếu mình muốn thay đổi dài hạn và thay đổi hẳn cái sức khỏe của mình thì tất cả những cái thực phẩm từ thiên nhiên nó chính là cái nguồn quý giá để cho mình sử dụng. Atiso cũng tốt nè, tất cả những cái này đều tốt hết nha mọi người. Cái rau mầm á là cái mà mọi người nên ăn thường xuyên hơn. Cái rau mầm bởi vì nó là những cái mầm non, nó chứa tất cả những cái chất ngon bổ của nó từ những cái cây rau, là đó là cái mà ăn sống nha. Rau mầm thì ăn sống chứ đừng ăn chín. Có những cái loại rau mình ăn sống được thì nên ăn sống. Có những cái mà cần nấu thì nấu vừa chín tới thôi, đừng để nó bị chín quá vì nó sẽ mất cái vitamin. Cái măng tây này ăn sống được nè, cái rau này ăn sống được nè, và dưa leo chắc chắn là chúng ta có thể ăn sống được. Dưa leo, nước ép dưa leo rất là tốt bởi vì nó cung cấp chất, tức là nó dưỡng ẩm cho cái lá gan của mình, và nó cũng là một cái làm mát cho cơ thể. Đây là một cái thuốc giảm sốt rất tốt cho con nít lẫn người lớn. Dưa leo, nước ép dưa leo, nếu mà uống mọi người cũng ép khoảng nửa lít đó, uống ngon lắm. Mình thỉnh thoảng mình uống cái này, thật ra nên uống mỗi ngày mà làm biếng thôi, chứ cái này rất là tốt. Để trong vòng nửa tiếng trở lại thì ok. Thật ra thì nửa lít nó bằng một ly, nó đúng cũng một ly của cái cốc mà trong cái máy á. Đúng, nó hơi mất công cái đoạn dọn rửa nhưng mà nó sẽ vẫn đơn giản hơn là nấu nướng. Rau củ nó chứa đầy đủ tất cả các chất vitamin, các thể loại cần thiết cho cơ thể của mình, mà nhiều khi mình ăn những cái bình thường nó sẽ không có, nó không bổ sung được. Canxi nữa, mọi người hay nói là giờ không uống sữa lấy canxi thì đâu? Xì rau, rau xanh lá to là cái nguồn cung cấp canxi rất là tốt. Và các lợi ích khác của rau xanh nè, giảm chất nhầy xung huyết, giúp đường ruột khỏe mạnh. Hầu hết tất cả mọi cái trái cây rau củ nó đều giúp cho cái tiêu hóa của mình rất tốt. Và mình sợ nhiều khi ăn nó đầy bụng nó không tiêu đúng không? Nhưng mà thật ra rau củ và trái cây nó rất là tốt cho tiêu hóa của mình vì nó dễ tiêu. Và nó làm sạch cái đường ruột của mình nữa. Nó ngăn ngừa ung thư nữa nè mọi người. Tăng cường hệ miễn dịch là điều chắc chắn. Đó là cái giúp cho chúng ta khỏe và duy trì được năng lượng của mình. Tăng cường cái hệ miễn dịch cũng như là đối phó với các thể loại virus vi khuẩn bên ngoài. Khi mà nói trái cây và rau củ là cái nguồn nuôi dưỡng cái tinh thần của mình đó, bởi vì mọi người thấy là nó là sản phẩm của đất và trời, bao gồm năng lượng của trời, năng lượng của đất, nên những cái sản phẩm đó nó mang đầy đủ các cái yếu tố của trời và đất, các cái năng lượng của trời và đất vô cơ thể cho mình, thay vì là những cái mà nó được nuôi dưỡng một cách là không tự nhiên. Bởi vì mình ăn cái gì vô là nó có cái đó, người ta nói là you are what you eat đúng không? Mình ăn cái gì mình là cái đó đó. Thì mình ăn những cái thực phẩm chế biến thì mình mang tất cả những cái mà nó được chế biến vô người mình. Mình ăn tất cả những cái tự nhiên thì mình mang tất cả những cái gì tự nhiên vô người của mình. Và những cái tự nhiên, năng lượng của đất, năng lượng của trời là những cái năng lượng mạnh mẽ nhất. Các thể loại rau sạch cũng như là rau organic, cái đó là mình chưa phổ biến, cho nên là mình cũng chỉ có thể chọn một cách có giới hạn đến mức tối đa có thể. Nhưng đã bắt đầu có khá là nhiều nguồn cung cấp những cái nguồn rau sạch và organic.
thì phải chịu khó tìm một chút. Bây giờ cái King Food là chị thấy nó serve, nó có bán hàng organic nhiều, giống như cái cải Cali đó là có hàng organic. Đúng rồi, cải bó xôi cũng organic. Cái thằng King Food á là hay đóng gói cái chữ organic đó. Thật ra về cái độ tin tưởng thì mình chỉ biết tin nó thôi. Ừ, chứ còn mình sẽ không thể nào quyết định được là nó có hay không. Tuy nhiên, đó sẽ là câu hỏi tiếp theo. Nếu như mình không có cái nguồn đó thì mình làm gì? Đây là cái lúc nãy mình nói là cái lượng thảo mộc và cái thực phẩm dại nè. Mọi người sẽ thấy là cái thảo mộc và cái gia vị mà tự nhiên á, nó sẽ giúp cho mình xây dựng cái hệ miễn dịch tốt hơn. Và nó bao gồm những cái sản phẩm là ở đây mọi người sẽ thấy nè. Rễ cam thảo, bạc hà chanh, nghệ, tỏi, gừng, mùi, rau mùi, ngò tây. Cái lá khô của mâm xôi thì cái này uống trà đó, trà mâm xôi. Đó, thì đây là những cái thực phẩm mà nó cái thảo mộc và gia vị. Ví dụ là cái ngò, cái mùi, cái rau mùi của mình á, cái này nè, là nó giải độc kim loại nặng. Hồi xưa là mình không bao giờ đụng tới đâu nha, đừng có kêu tôi ăn cái này. Bây giờ là trong cái smoothie ép, cái nước smoothie là cái sinh tố á, là có một nắm khá to của cái này. Mình bỏ vô xay sinh tố cơ. Còn nếu ép với cần tây cũng rất tốt. Cái này ép chung với cần tây cũng rất là tốt. Ăn luôn được anh, nhưng mà tại vì một nhúm thì nó nhiều hơn, ăn thì nó ít hơn. Ép thì nó ra được nhiều hơn. Tức là mình bỏ được nhiều cái rau mùi vô nhiều hơn. Còn ăn thì nó một nhúm nhỏ nhỏ. Dạ, cho nên là mình bỏ vô trong cái sinh tố. Mình xay chung với sinh tố, hoặc mình ép với cần tây, hoặc mình ép riêng nó. Uống cũng ok lắm. Hồi xưa không ăn nhưng mà tới lúc uống thì lại thấy được. Đó là cái mùi. Cái cam thảo cũng là cái mà lọc gan cho mình. Cái mâm xôi cũng rất là tốt. Gừng với tỏi thì mọi người biết rồi. Tỏi nó còn có cái gọi là nó kháng cái vi khuẩn. Đây là cái mà hồi lúc mà Covid là mình có hay recommend với mọi người á, là nên uống mỗi ngày. Bởi vì nó kháng vi khuẩn, kháng virus. Nên không uống cái này là nó không có bị virus, à xin lỗi, không có bị Covid. Trộm vía tới bữa nay chưa bị. Ở đây ai chưa bị không? Có bị không biết đi. Không bị. Không bị. Bị bình thường nhưng mà kiểu như ăn hoa quả nhiều nó khác, biểu hiện khác. Cũng có thể, nhưng mà nếu mà gọi là chính thức. Nha đam á, mọi người, nó là một cái cũng thanh lọc cái ruột của mình và rất là tốt cho da và cho đối với cái bên ngoài á. Mọi người ví dụ bị côn trùng cắn á, bôi cái đó lên cũng hết liền. Phỏng thì hiểu rồi, mọi người quen rồi đúng không? Nhưng mà cái côn trùng cắn là cũng giúp ích được rất là tốt. Nấm chaga cũng vậy. Nấm chaga nó cũng thanh lọc. Và việt quất dại là một cái trái mà ở đây nó cũng phải là hàng nhập, và việt quất dại nó lại tốt khi mà được ăn khi đông lạnh. Nó là cái white blackberry. Nó phải giống như quả dâu của Việt Nam. Đây nè, sorry nãy nói nhanh, muốn đi nhanh cho mọi người. À xin lỗi, đi qua này chứ. Đây. Đỏ. Cái white nè. Cái white, dạ, white blueberry, sorry, không phải blackberry, white blueberry. Là cái trái việt quất dại. Nó nhỏ xíu à, nó nhỏ. Cái dại nó khác với cái thông thường ở chỗ là cái ruột của nó màu đỏ. Còn cái này ở trong ruột nó trắng bình thường thôi. Nhưng cái này cái ruột của nó là nó màu tím tím. Cho nên xay sinh tố ra là nó tím cái màu đó. Và khi mà mình ăn đông lạnh thì rất là tốt. Nó có cái hàm lượng chống oxy hóa cao nhất. Tức là hồi nãy mình nói cái berry phải không? Thì cái này là top luôn. Cái là hàm lượng chống oxy hóa cao nhất và nó có tính năng là thải độc kim loại nặng rất mạnh. Cho nên đây là một trong những cái yếu tố trong cái công thức mà thanh lọc cơ thể. Rất là tốt. Dạ, cái này là cái cỏ ba lá đỏ nè. Cái cỏ ba lá đỏ này nó giảm lượng mỡ dư thừa tích tụ và đào thải ra khỏi cơ thể, bổ sung các chất dinh dưỡng cần thiết và tăng cường sinh lực. Cho nên ai mà muốn giảm cân, đây cũng là một cái loại mà trà uống rất tốt. Cái này uống trà thôi nha, chứ không cần phải ăn. Cái này uống trà.
đó. Và mật ong, mọi người nghĩ mật ong bình thường nhưng mà cái mật ong nguyên chất á, mật ong nguyên chất là nó rất là hữu dụng cho cơ thể của mình luôn. Khi mà mình ăn mật ong á, mọi người nhớ chọn nha, cái loại mà đúng là mật ong từ các loại hoa đó, là nó ngăn ngừa ung thư nha. Mật ong nó ngăn ngừa được ung thư, nó cải thiện được DNA của mình luôn. Nó giàu canxi, kali, kẽm và chống lại bệnh truyền nhiễm, mật ong. Một ngày chúng ta có thể ăn 3-4 muỗng mật ong là ok. Và cái trái dừa này mọi người cứ nghĩ nó là ở dưới Bến Tre nên nó có sẵn và không có gì quan trọng. Thật ra dừa rất quan trọng. Nước dừa là cái nước mà cái cơ thể mình nó rất là thích luôn. Dừa ngày xưa người ta nói là người ta dùng cái này người ta truyền nước biển thay cho nước biển. Nước dừa là cái nước mà người ta dùng để truyền nước biển trong cái thời chiến tranh đó. Là người ta dùng cái nước dừa để người ta truyền nước biển vì làm gì có nước biển. Thật ra chị không nghĩ là nước dừa nó tụt huyết áp bởi vì nó có glucose. Trong nước dừa nó có glucose, cho nên nó cung cấp nước dừa và muối khoáng cần thiết. Cho nên ai đi tập á, thay vì mình uống mấy cái nước mà Pocari, thì thay vì mình uống cái đó, mình uống nước dừa là nó thay thế những cái chất điện giải và nó cho mình glucose và muối khoáng cần thiết. Nước dừa rất là tốt luôn, ngày nào cũng hai trái. Chỉ có một cái là đừng uống buổi tối quá thôi, tại vì nhiều khi nó hơi dễ ho, nó hơi ho một chút thôi. Nhưng mà cũng phải là vấn đề. Mà ban ngày mình uống là thay vì mình làm sinh tố bằng nước á, thì mọi người thay bằng nước dừa hoặc là nước cam. Đó là hai cái loại nước đó mình có thể thay vào sinh tố. Mà đừng bỏ đường, đừng bỏ sữa, đừng bỏ bất cứ một cái gì nha. Chỉ là trái cây mix chung với nước dừa hoặc nước cam vậy thôi, mà nó sẽ ngon bất ngờ. Mọi người thử đi. Cam xoàng không đắng. Cam đắng là tại vì cái vỏ bên ngoài đúng không? Cái tinh dầu bên ngoài đúng không? Cam sành á? Vắt bằng cái máy thì nó đâu có ra. Cái máy vắt cam á Linh. Còn nếu mà Linh vắt bằng tay thì nó sẽ bung cái tinh dầu ra nhiều, thì nó sẽ bị. Cam xoàng thì không bị, cho nên là đổi qua cam xoàng thì nó sẽ dễ. Ở đây là cái phần bút số 4 của mình là giảm thiểu chất béo, trứng và sữa. Thì tại sao là trứng? Thì trứng nó không có tội gì đâu. Nó rất là ngon, lành, nó không có gì hết. Nhưng nó chính là cái nguồn nuôi dưỡng vi khuẩn và mầm bệnh trong cơ thể của mình. Mình thích ăn trứng, nó cũng thích ăn trứng. Cho nên chúng ta hạn chế được thì chúng ta sẽ hạn chế cái sự sinh sôi nảy nở của virus, vi khuẩn, mầm bệnh trong cơ thể của mình. Và trứng á, không trắng đỏ gì cũng vậy hết. Bởi vì khi nó cái trái trứng đó thì nó có thể được nuôi trồng từ những cái gia súc gia cầm mà nhiều cái kích thích rồi sinh hormone tăng trưởng đồ đó, nó cũng ảnh hưởng mà, bởi vì nó được sinh ra từ những cái con ăn phải những cái đồ đó, cám trộn các thể loại. Nó cũng gây ra viêm sinh dị ứng cho các cái, bởi vì nó nuôi những cái con vi khuẩn tạo ra những cái phản ứng đó. Cho nên nếu mà trứng là một cái rất tốt trong cái chuyện luyện tập thể thao, nhưng mà nếu như mình không có cảm thấy nó là cái mà mình cần nhất thiết phải ăn thì mình có thể hạn chế nó. Tiếp thứ hai, cái quan trọng đó là sữa và các chế phẩm từ sữa. Mình cứ nghĩ là mình cần sữa nhưng mà thực ra sữa nó chỉ giúp cho con nít lúc mà nó mới sinh và trong một cái thời gian nhất định thôi, và sữa mẹ mới là cái nguồn sữa mà nó cần. Còn khi mà đã quá cái tuổi mà cần, đã nhai được rồi, ăn đồ ăn cứng được rồi thì nó không cần sữa nữa. Nhưng mà vì mình cứ nghĩ sữa là có canxi, nhưng lúc nãy mình cũng đã đi qua rồi, mình đâu nhất thiết phải lấy canxi từ sữa, mà cơ thể mình nó cũng không tiêu thụ canxi từ sữa nhiều nữa, mà nó là từ rau xanh. Cho nên là tất cả những cái chế phẩm từ sữa nó lại cũng là một cái thể loại mà giúp cho vi khuẩn, virus trong cơ thể của mình nó sinh sôi. Sữa chua cũng vậy luôn, nó cũng là một sản phẩm từ sữa. Các thể loại mà whipped cream, cheese, tất cả những cái sản phẩm chế biến từ sữa, đó là nó đều mang cái tính giống nhau. Cái gì em? Nếu mà nó sản xuất từ sữa thì nó là một chế phẩm từ sữa. Đúng rồi, thì cái đó là quảng cáo. Chúng ta thường ăn vì quảng cáo mà.
mình ăn vì quảng cáo, nhưng em có thể xem lại cái ingredients trên cái vỏ bao bì xem nó có chứa những chất gì là mình sẽ có thể hiểu được nguồn gốc của nó và mình quyết định là mình có muốn tiêu thụ nó hay không. Và khi mà mình rất là nhiều người á, họ dừng tiêu thụ sữa thì họ sẽ đạt được rất là nhiều cái lợi ích, từ da dẻ tốt hơn, tiêu hóa, khả năng miễn dịch tăng, giảm cân được nữa, và ngăn ngừa ung thư, xương chắc khỏe hơn. Cái lạ là mình dừng uống sữa mình xương chắc khỏe hơn, bởi vì mình đã được bổ sung bằng cái nguồn trái cây và rau củ, canxi từ đó nó sẽ tốt hơn rất nhiều và giảm nguy cơ tiếp xúc với các chất phụ da. Các chất phụ da có trong những cái con vật mà sinh ra sữa, sản sinh ra sữa. Ngày càng có rất là nhiều cái vận động viên chuyên nghiệp, bởi vì mình đang nói đến cái chuyện giảm trứng, giảm sữa, mà đó là những cái nguồn thức ăn của những người vận động viên chuyên nghiệp, thì ngày càng có rất là nhiều người họ đã thay đổi chế độ ăn của họ. Bởi vì sao? Lợi ích của cái plant-based, tiếng Anh nó dùng cái plant-based hoặc là phytonutrient, tức là dinh dưỡng từ thực vật, nó thay thế cho cái dinh dưỡng thông thường của họ, và thành tích của họ thi đấu cao hơn, sức khỏe họ tốt hơn, tinh thần của họ minh mẫn hơn. Tất cả những cái lợi ích đó, rất nhiều cái người professional đó nha, họ thay đổi. Thì mình sẽ giới thiệu với mọi người một số các cái gương mặt tiêu biểu. Có ai thích bóng rổ thì đây là một cái vận động viên bóng rổ mà năm 2019 là anh đã thay đổi cái chế độ ăn này. Anh đổi qua cái chế độ là dinh dưỡng thực vật. Tại sao mình gọi là dinh dưỡng thực vật, mình không nói là ăn chay? Cái ăn chay của mình, mọi người có nghĩ rằng nó thật sự healthy không? Bởi vì sao? Nó chứa tất cả những cái nãy giờ mình đi qua, đúng không? Nãy giờ mình đi qua tất cả những cái đó, mình hiểu được tại sao ăn chay thông thường truyền thống của mình nó không healthy. Bởi vì nó cũng sử dụng dầu mỡ, nó vẫn sử dụng đường, nó vẫn sử dụng tất cả những cái process food để nó nấu. Thì thật ra nó chỉ không có thịt thôi, chứ nó đâu có nghĩa là nó healthy đâu. Cái đó để phân biệt, cho nên mình dùng cái chữ dinh dưỡng từ thực vật để mọi người hiểu rằng là nó là những cái nguồn mà mình đã đi qua, mình biết cái nào chất lượng, thực vật có chất lượng để mình chọn lọc. Và sau khi thay đổi là ảnh quay lại thi đấu được 2 mùa liên tục luôn và giành đưa cái đội của ảnh vào chung kết. Tiếp theo là một, mình nói về cơ bắp đúng không? Đây là một anh boxing, ảnh cũng chuyển sang chế độ ăn dinh dưỡng từ thực vật và anh tự làm chất đạm bằng quinoa, gạo lứt và cái hạt đậu vàng cho bản thân anh sử dụng. Và thêm một người này mình nghĩ ai cũng quen nè, Novak Djokovic. Năm 2010 anh đi thi đấu ở giải Wimbledon ở Úc thì anh bị thua, và bởi vì anh bị bệnh, tức là trước đó những cái triệu chứng này đã có, ví dụ như bị nghẹt mũi, bị choáng, bị cái cơ thể bị tiêu hóa không tốt và tất cả những thứ mà, tức là đối với những cái người bình thường mình cứ nghĩ đó là những cái bệnh thông thường thôi chứ nó không ảnh hưởng gì đến cái phong độ thi đấu. Nhưng vì chính những cái đó là ảnh bị thua cái trận đó và ảnh không nhìn thấy, không thấy đường vì ảnh bị choáng, không thấy đường luôn. May quá năm đó là cũng là cái năm mà ảnh tìm được cái người coach về chế độ ăn uống và chuyển ảnh sang cái chế độ ăn uống dinh dưỡng thực vật. Chỉ trong vòng 1 năm anh này đã trở thành gọi là cái machine của cái Grand Slam, cái giải Grand Slam á. Đến ngày hôm nay anh đạt được 21 giải rồi. Từ cái năm 2010 cho đến bây giờ là anh đạt được 21 lần, thắng 21 lần và duy trì cái chế độ dinh dưỡng thực vật đó. Và anh cũng không ăn trứng, không ăn sữa, tất cả những cái mình đi qua rồi. Và uống cần tây. Nè, cái mình muốn chia sẻ cái này bởi vì cái cách ăn của ảnh rất giống với cái mình muốn làm. What do you eat in an average day today? Well, I start off always when I rise from the bed. I start with warm water and lemon, so I can help my body detoxify. And then I would have celery juice on an empty stomach. And then I would make a break, and then I would have my smoothie, green smoothie with different algae and different fruits and superfoods, great supplements that I use that allow me to have mental clarity,
you know, feeling good, longevity, I guess, and different benefits on health. And I eat a lot of fruits for the first part of the day, salads. I don't like to eat any food that would require much of a much energy for digestion, especially in the first part of the day, because that's when I need the most energy for my training. So I'm keeping things quite light, and I would have probably like pseudo grains like quinoa and millet and wild rice, sweet potato and normal potato, like steamed or boiled. Mình tóm tắt lại thôi, đó là buổi sáng anh sẽ, cái câu hỏi đó là một ngày anh ăn uống như thế nào. Thì buổi sáng anh sẽ bắt đầu bằng một cái ly nước chanh. Cái nước chanh này là khoảng nửa lít, và trong đó là nửa quả chanh với một nửa lít nước ấm. Sau đó là anh sẽ uống gần đây với cái liều lượng như mình nói là nửa lít. Sau đó là anh sẽ có những cái ly smoothie, tức là cái ly sinh tố từ trái cây, từ rau xanh. Tức là mình có thể pha trái cây cộng với rau, cải xanh, cải ca lê đó, cái cải xoăn và bó xôi là hai cái món cải mà mình hoàn toàn có thể mix vào trong cái sinh tố rất ngon. Không hề có mùi gì mà hăng hay gì mà mọi người sợ đâu nha. Và sau đó là trong ngày của ảnh cũng vậy, ảnh duy trì tất cả những cái chế độ ăn của ảnh đều liên quan rau củ quả. Ảnh ăn rất nhiều fruit, ảnh ăn rất nhiều trái cây, ảnh có nói đó là ảnh ăn rất nhiều trái cây. Và buổi sáng của ảnh nói là ảnh không muốn ăn cái gì nặng, bởi vì đó là cái lúc ảnh cần nhiều năng lượng nhất, vì đó là cái thời điểm ảnh training, cái thời điểm mà ảnh tập trong ngày là buổi sáng. Ảnh không muốn ăn bất cứ một cái gì mà cơ thể cần quá nhiều năng lượng để mà tiêu hóa. Cái đó là một cái suy nghĩ cũng khá là hay. Và sau khi mình coi ảnh xong rồi thì mình nói chứ mình biết ảnh lấy cái gốc đó ra từ đâu, mình biết cái ông thầy đó lấy cái gốc ra từ đâu. Y hệt như cái mà bộ sách mà mình nói. Lát nữa mình sẽ giới thiệu. Thì đây là những cái ví dụ để cho chúng ta thấy rằng là mình không ăn thịt thì mình bị sao, mình bị vấn đề không. Mình không nói chúng ta ngưng ăn thịt nhé, nhưng điều đó có nghĩa là gì? Mình sẽ thấy cái lợi ích từ những cái nguồn tự nhiên này để mình cảm thấy được motivate, để mình đi hướng về nó nhiều hơn. Từ từ cơ thể mình sẽ thay đổi và thanh lọc tốt hơn. Bước số 5, thêm vận động và ăn trong chánh niệm. Chắc ăn trong chánh niệm mọi người cũng nghe câu này quen từ cái của thầy Thích Nhân Hạnh đúng không? Thêm vận động tức là sao? Thật ra nếu như đối với cái công việc mà chúng ta phải ngồi bằng một chỗ nhiều thì chúng ta chịu khó gài cái đồng hồ khoảng 45 phút cho nó alarm một lần. Để làm gì? Đứng dậy đi tới luôn khoảng 5 phút thôi, xong quay lại bàn làm việc. Cái gì nó gấp thì gấp chứ nó vẫn chờ mình được. Nếu mà tập được cái này thì nó sẽ đưa cơ thể mình quay lại cái nguồn vận động tốt hơn. Và nó không có bị cái tính ù lì, không có bị cái tính là mình ngồi hoài mình quen rồi mình không thấy nữa. Gài cái alarm đồng hồ hay bất cứ cái gì cũng được, điện thoại cũng được, 45 phút để mình thấy tới giờ đứng lên giúp, đi tới đi lui, đi qua kia 8 chút đi, còn không 8 thì tập thể dục chẳng hạn. Mình có những cái bài tập thể dục tại bàn cũng có, nhưng mà mình biết là sẽ làm biến. Nhưng mà kể cả đi qua bàn khác nói chuyện hoặc là làm những cái hoạt động đơn giản trong vòng 5 phút thôi, nó cũng giúp ích cho mình rất nhiều, cho cái cơ thể của mình nó được vận động. Chịu khó nè, cái này phải chịu khó một chút. Mình nhiều khi mình làm trong building á, mình không có ánh nắng, đúng không? Mọi người trong văn phòng á, không có ánh nắng. Tùy văn phòng, sẽ có những cái văn phòng mà mình bước ra là ánh nắng buổi trưa, mình đi ăn nó có nắng, mà buổi trưa nắng quá lấy dù che mất rồi. Và nguyên ngày mình đâu có tiếp xúc đâu, bởi vì buổi sáng vô văn phòng cái, tới trưa mình mới bước ra đường đúng không? Bước ra đường cầm dù rồi, xong đi vô, ăn trưa xong đi vô, tới chiều về, 6 giờ làm gì còn nắng. Cho nên cái này chịu khó là nếu mà có cơ, buổi sáng nếu mà được chịu khó nhận được cái ánh nắng mặt trời khoảng chừng 15 phút, nó sẽ giúp cho mình có cái vitamin D tự nhiên tốt nhất. Vitamin D nó ảnh hưởng tốt đến tinh thần của mình rất nhiều nha mọi người. Nó giúp cho cái tinh thần của mình rất là tốt. Và đây là một cái cycle để ăn trong chánh niệm. Cái mà chúng ta thường hay bị vướng mắc nhất khi ăn đó là điện thoại. Sợ một lát có gì không còn coi có chuyện gì xảy ra, hoặc là đang chứng khoán bên này lên xuống đồ các thể loại, rồi mình cứ một tay mình về một tay mình ăn thôi chứ mình đâu có
Đúng rồi, mình ăn một mình á, là cái người ta khuyên là thường là khuyên nên ăn hai mình trở lên. Tức là nên ăn chung với bạn đi để mình có cái conversation với bạn mình thay vì mình focus vô cái màn hình. Thì đó là cái mà recommend. Và mình nên tập trung vào cái thời điểm đó, cái thời điểm mình ăn, bằng cách là ôi mình ăn cái gì vậy, có nhiều bữa có biết mình ăn gì đâu, ờ thôi nó cũng ngon, chua cay mặn ngọt gì đó, nhưng mà tôi hồi hỏi trưa nay ăn gì không nhớ nữa, ăn gì đâu quên rồi, tại vì mình đâu có tập trung vô nó đâu. Thì mình làm sao để mình có thể focus vô cái đồ ăn của mình một chút, mình biết là mình đang ăn cái gì, mình cảm nhận được cái vị của nó chua cay mặn ngọt ra sao, để mà mình có thể hiểu được là à cái này nó ngon bởi vì nó có cái chua, nó có cái cay, nó có cái mặn, nó có cái ngọt chẳng hạn. Và mình cảm nhận tất cả cái hương vị tạo ra từ cái thức ăn đó. Mà cái này không ai nghĩ là mình làm đâu, tại vì cứ lo ăn cho xong, ăn nó cho nhanh thôi. Và mình chấp nhận cái cơ thể của mình khi mà mình ăn là à, đó là những cái món mình thích, món cái món mình không có hoặc là không thích cũng là cái mà mình cũng phải chấp nhận. Ở đây là một cái cycle, mình bỏ qua cái phần tiếng Việt cho mọi người dễ nhìn. Không sử dụng máy tính điện thoại ha. Cảm nhận hương vị mùi mùi thơm, độ cứng, mềm của cái đồ ăn. Ở đây có một cái bài tập cho cái việc tập cái này á, đó là mọi người lấy một cái trái nho khô á, một cái thôi. Thì từ cái đó mình cảm nhận cái đoạn là từ cái lúc mình nhìn nó, mình dành khoảng vài phút cho nó thôi, không cần nhiều đâu. Mình nhìn nó, mình coi nó có bao nhiêu nếp nhăn, nó có màu sắc gì. Mình đếm. Tức là mình tập trung, đó là cách để giúp mình tập trung hoàn toàn vào cái trái nho khô đó. Rất là giòn nha quý vị. Đó là sự tập trung đúng không anh? Mình tập trung vào cái món ăn của mình và mình nếm coi là nó mặn hay nó ngọt nhiều không, hay là có chát không, hay là tức là ít nhất là mình có được vài phút mình tập trung vào cái món ăn của mình và mình biết mình ăn cái gì, nó có tất cả những cái chất gì trong đó. Và cái này là cái giúp cho tinh thần của mình là mình cảm thấy rất là biết ơn vì mình đang có những cái bữa ăn rất là ngon lành so với những cái người mà người ta không có, đúng không? Thì để mình cảm thấy là mình biết ơn mình có cái cơ hội đó. Bước này là cái bước gọi là mình nghĩ là nó sẽ đòi hỏi nhiều cái nỗ lực nhất của mình. Bởi vì sao? Nó hơi mất thời gian. Tuy nhiên nó vẫn có những option. Đó là cái thanh lọc chữa lành mà nãy giờ những cái thức ăn mà chúng ta đi qua đó, là chúng ta cũng chỉ sử dụng những thức ăn đó thôi, chứ chúng ta không thêm thắt bất cứ một cái gì mà gọi là không tự nhiên ở đây. Và nó có công thức hết. Chúng ta có thể bắt đầu bằng hai cái ngày cuối tuần nếu như mình cảm thấy bận rộn quá. Có nhiều cách nha. Sẽ có những cái cách đơn giản nhất, đó là chúng ta không ăn gì hết và chúng ta chỉ uống nước lọc mà thôi. Đó là một trong những cái cách mà đơn giản mà không phải suy nghĩ. Nhưng không phải ai cũng chịu được bởi vì mình quen ăn rồi. Cái cách thứ hai đó là mình có thể uống nước trái cây trong hai cái ngày này. Thay vì là nước thôi thì at least là nước trái cây nó cũng cung cấp được cho mình chất bổ dưỡng. Nhưng bởi vì nó không cần phải tiêu hóa cho nên cơ thể mình nó có thời gian nó dọn dẹp rác, bởi vì cơ thể mình toàn rác, đúng không? Giống như hồi nãy mình thấy rõ ràng là những cái cách ăn của mình, những cái đồ mà mình không tiêu hóa, đó là mình đang tích tụ rác trong cơ thể của mình, mà gan nó không làm được bởi vì nó bận xử lý tất cả những chuyện khác, nó không lọc được. Bây giờ mình không, nó không cần phải tiêu hóa thì cơ thể mình nó sẽ cleanse. Và cái khó hơn đó là thời gian 9 ngày hoặc là 28 ngày thì nó đều có công thức khác. Thì mọi người nếu mà muốn làm cái đó, hôm nay mình cũng đã nghĩ đến cái đoạn là hay là mình lập group để cho mọi người có thể ở trong cái group đó và mình chia sẻ cái công thức để thanh lọc này để cho mọi người cùng đi theo, kiểu như social motivation đó, cái peer đó anh ha, làm lại với nhau thì có động cơ để cho chúng ta cùng làm cái thanh lọc đó. Và cái thanh lọc này mục tiêu của nó không phải là để giảm cân nhé, nhưng hiệu ứng phụ của nó là giảm mỡ thừa. Hồi nãy mình có nói là đi tập mình không có giảm mỡ bụng đúng không? Nhờ cái thanh lọc này mà giảm mỡ bụng. Bởi vì nó đẩy những cái thải, những cái mỡ thừa ra. Không, nó có chế độ. Dạ, tức là nó có cái menu á, không phải chế độ, nó có cái menu để mình đi theo từng ngày, mình ăn cái gì. Và chắc chắn trong đó hai lần trong ngày là uống cần tây.
lập hội đi, luôn đi. Chịu không? Chịu. Thì một lát nữa ai chịu ghi trong tờ giấy nha. Thì mình sẽ set up một cái group, xong mình chia sẻ công thức, ví dụ như hôm nay chúng ta làm cái gì và mọi người kiểu như tìm cái gì ở đâu thì mình sẽ hướng dẫn luôn là cái nào mua ở đâu, những cái chỗ mà mình thường mua đó thì chỉ cho mọi người thôi. Đó. Bởi vì khi mà chúng ta thanh lọc á, mọi người, nó giống như mình reset lại, refresh cái cơ thể của mình lại vậy đó. Nó giống như là mình đang, giống như mình bấm cái nút mà mình flush cái đống kia ra để mình bắt đầu tiếp nhận những cái mới mà healthy. Bởi vì mọi người thấy mình hay tìm những cái gọi là cái giải pháp mà thần kỳ mà nhanh chóng á, kiểu ai nói là cái cái mới để thanh lọc cơ thể. Không phải, ý giống như là đang nói là cái nhung hu á, cái nhung hu này nó có lợi này, nó này nọ kia, cái mình hay mình uống cái đó đi. Nhưng mà khi mà cơ thể mình đầy rác á thì cái chất bổ nó không có tới đâu được hết á, nó không thấm được. Hồi nãy mình có nói là bà chị mình một tháng không uống cà phê mà uống cầm tay đúng không? Sau một tháng đó, cái tuần mà chị đang chờ để đi khám sức khỏe lại á, trong cái ngày đó thì tình cờ ông anh đi qua, ông đem cho ly cà phê uống. Uống xong một phát tăng huyết áp 160 độ. 160 không phải độ. Và mém xíu đi cấp cứu nữa. Thế chị mới nói chứ ủa tại sao? Bình thường chị uống cà phê chị đâu có bị sao? Tức là vì chị uống cà phê từ nào đến giờ nha, chứ không phải là mới uống cà phê. Mình không uống được cà phê nhé. Cà phê trà là mình không uống được, bởi vì cái caffeine nó rất là mạnh cho cái tim của mình, nó đập mạnh lắm, mình không chịu được. Nhưng mà bà chị mình là uống từ đó tới bây giờ. Mà chỉ việc là thanh lọc một tháng đó, uống cần tây thôi, mà tới lúc uống cà phê nó báo luôn. Bởi vì sao? Lúc này nó sạch hơn rồi, nó báo được cho mình rồi là cái nào tốt, cái nào xấu. Khi mà mình thải rác ra thì nó giảm bớt đúng không? Cơ thể mình nó giảm bớt, nó lọc được bớt rồi, thì lúc đó là những cái nào mà nó cơ thể mình nó chịu được hay không chịu được, nó give cái alert ngay tại chỗ. Và cái này nó cũng đòi hỏi, như mình nói lúc nãy, là cái sự kết nối với cái bên trong của mình, cái lắng nghe cái cơ thể của mình. Dạ. Cái niềm tin là một chuyện, cái niềm tin nó vẫn thuộc về cái quyết định của cái lý trí, nhưng mà cái chuyện mà mình lắng nghe cơ thể của mình là mình phải release hết và mình cảm nhận thôi, mình giữ lại cái cảm nhận của mình thôi, cái đó mới là cái quan trọng. Và như mình nói rồi, giống như nó reboot lại nguyên cái cơ thể của mình vậy đó. Thì đây là cái mà nó đòi hỏi nhiều thời gian nhất, cho nên là mình mới để nó ở cái bước số 6. Bởi vì khi mọi người đã đi qua những cái kia rồi, cảm thấy ready rồi, đi tới cái này nó dễ hơn nhiều. Còn nếu như bình thường á, mà nhảy vào cái này, ơi muốn nảy đâu rồi muốn làm sao, tức là mình sẽ bắt đầu các cái question nó rất nhiều. Nhưng khi mà mọi người đã giải quyết được 5 cái bước đầu rồi á, đến bước này dễ lắm. Cái lúc mà mình thử cái thanh lọc này, mình nói ủa đơn giản mà, ta đâu có đến nỗi nào đâu. Xong rồi mình nghĩ lại nó chứ, à thật ra là bởi vì mình đã đi trước đó, đi qua nhiều cái step trước đó rồi, đến lúc đó mình làm mình thấy nó rất là đơn giản. Mọi người sẽ thấy nó rất hay ở chỗ là không đói, không bị mệt. Hai cái điều quan trọng nhất khi chúng ta làm cái thanh lọc. Bởi vì nhiều người sẽ có những cái chế độ thanh lọc mà nhịn ăn, hoặc là những cái gì mà nhiều khi mình đâu có chịu được đâu, mình mệt, mình cái tâm lý của mình cũng khó chịu nữa. Cái này mình vẫn ăn bình thường, chỉ là mình ăn rau củ quả trái cây mà thôi, theo một cái menu thôi, tức là họ sẽ cho những cái công thức để mình làm cho nó dễ vậy thôi, chứ không có cái gì phức tạp hết đó. Như mình nói là nó có thể 2 ngày cuối tuần, hoặc là 9 ngày liên tục, hoặc là 28 ngày đó, thì là mình duy trì. Mà nhiều người ăn được đến 28 ngày là muốn ăn luôn, bởi vì nó rất là tốt. Đây là một cái phần cũng khá là quan trọng, và mình nghĩ là khá là top quan trọng, giải độc cảm xúc. Giống như em nói là em dễ ảnh hưởng bởi vì cái emotion của mình nó lên xuống đúng không? Thì khi mà chúng ta không xử lý những cái cảm xúc mà khi mình bị buồn. Rồi bây giờ cái cách để giải quyết đó là mình phải stop lại ngay cái chỗ mà mình khó chịu đó. Cái cảm xúc khó chịu nó nổi lên đó, mình stop lại. Và sau đó mình nói là ủa mình bị khó chịu về chuyện gì? Mình phải tìm hiểu cái khó chịu nó đến từ đâu. Và cái đó mình không, thật ra cái này nó là mai mốt khi mọi người thấy nó thành cái quy trình á, nó nhanh lắm, nó chỉ cần 1 phút là mình sẽ đi qua được thôi. Ban đầu mình chỉ cần tập trung một chút để mình tìm hiểu tại sao mình khó chịu vì cái gì. Mình khó chịu vì cái thằng nhỏ đó, mà khó chịu vì cái gì, tại sao mình khó chịu vì thằng nhỏ đó, mình đã cho nó qua rồi mà. Mình khó chịu bởi vì mình tin tưởng nó mà bây giờ nó đối xử với mình như thế, mình bị mất lòng tin với nó. Nhưng sao quay lại mới nói là thật ra tại mình ngu, mình tin nó chứ đâu có ai ép mình tin nó đâu. Đâu phải tại nó đâu, tại mình mà.
thì mình đang vừa thứ nhất là mình identify cái cảm xúc của mình, thứ hai là mình accept cái cảm xúc của mình, thứ ba là mình find cái solution. Đó là ba cái bước mà nó sẽ giúp cho một lát cái cảm giác nó đi mất tiêu, mình không còn không quên nó luôn. Mọi người cứ thử đi là sẽ thấy nó quên nó luôn. Cái quan trọng đó là phải thành thật với bản thân mình thôi, thành thật hết sức với bản thân của mình là tại sao, và phải accept nó giống như mình mình chấp nhận nó. Lúc nãy Vũ nó cũng có chia sẻ một cái đoạn đó là nó trước đó nó không chấp nhận, nhưng nó đến cái giai đoạn nào khi nó chấp nhận được bản thân của nó là cái tôi của nó lớn, nó là một cái như thế này thì lúc đó nó mới bắt đầu có thể giải quyết được vấn đề của mình. Đó thì đó là một cái bước mà mình nghĩ rất rất quan trọng. Cái accept là cái bước quan trọng nhất mà rất nhiều người nghĩ là thì mình cũng ấy nhưng mà chưa chắc. Đôi khi em nghĩ là cái duyên đấy, tức là có một lần vô tình anh đọc một cái bạn nào bạn post ở bạn bạn viết ở trên Facebook, những cái đấy nó cũng không phải là mới, nhưng mà mình đọc mình tự remind ấy. Có biết là kinh Phật có dạy là tất cả những người chúng ta gặp, tất cả những gì chúng ta gặp nó là cái bắt buộc phải gặp, không gặp trước thì cũng gặp sau. Thành ra sau mình thấy cái câu nó đúng cái là mình giải quyết mọi việc rất đơn giản. Ví dụ ngay cả việc mất số tiền rất lớn mình cho qua rất nhẹ nhàng, mình nghĩ không mất chứ không mất sao, kiểu đến lúc đó phải là mất. Thì đó chính là bước giải pháp, đó là cái solution anh đã tìm. Thì giống như em nói là giải pháp, nhưng mà nếu mà cái đó đi đầu thì nó vẫn chưa giải quyết được hai cái kia, mà mình nên là cái bước số 3 là giải pháp. Mình thứ nhất mình acknowledge, mình nhận diện ra được cảm xúc của mình, thứ hai mình chấp nhận cảm xúc đó, bởi vì anh tức chứ, anh vẫn tức mà, đâu có nghĩa anh cho qua anh không tức đâu. Thì mình accept là mình đang tức, và những cái này mình đều có thể nói to cho mình nghe, giống như mình đang độc thoại với bản thân mình, và không có vấn đề gì với chuyện đó cả, mà nó giúp cho mình rất tốt. Nhưng mà nhiều người không có quen được cái chuyện đó. Tức là ngay cả khi mà bạn ấy tìm ra được là lỗi tại mình không phải tại đó, thì bạn ấy bực mình với mình. Đúng, chính xác. Vẫn bực mình với mình chứ, mình tức mình chứ. Bởi vì cái chuyện mà mình không yêu bản thân mình đó, đó là mình tự trách mình. Đó là một trong những cái feeling mà ai cũng có hết. Nhiều khi mình tự nói tại mình trách mình. Sao mình ngu dã man rồi mình ngu vậy đó. Mình luôn luôn là như thế, mình trách bản thân mình, và nếu mà mình không yêu bản thân mình đúng á là mình sẽ đi sâu hơn vào cái đoạn đó. Cho nên cái đoạn quan trọng đó là mình phải hiểu cái cảm xúc của mình lúc đó là gì, biết nó là gì, nhận thức nó và accept nó, và nói to lên, mình có thể nói to lên. Và sau này khi mà đã đi được tất cả những cái đó rồi, cảm giác tất cả những chuyện sau đó, khi mà có cái gì ảnh hưởng đến mình á, mình cảm thấy nó nhẹ nhàng lắm. Khi mà mình đã xử lý được cái cảm xúc đó thì cái quy trình đằng sau đó nó càng nhanh hơn nữa. Khi mình xử lý các cảm xúc nó còn nhanh hơn nữa. Đó là cái trải nghiệm của nếu là sau mình có làm, mình làm một cái cạc. Cạc có 4 cái bước đấy. 4 cái bước đó. Mình mời người khách take away là rất ok. Giống như là Phan Lê Vân được rồi, Vân đi về nữa. Cái mong muốn của Vân chính là cái đấy đấy. Anh nghĩ là cái phần này nếu mà nó là cái phần hay nhá, là mình sẽ làm cái cát nhỏ nhỏ như này, xong mình đi cái 4 cái bước đấy. Khi mà về mọi người sẽ bỏ vào cái túi thật là như dở ra. Em bực mình em bỏ ra. Không sao anh, không biết thì hỏi em. Nhớ nhá, không phải là bực mình đâu, em sẽ bực. Xong mình không nghe máy lại bực mình. Không có, đến với em là phải gói dịch vụ đàng hoàng. Phải là free của em, free của em. Nó có phi hoài được. Đây là cái bộ sách mà mình nói lúc nãy. Tất cả những cái thông tin lúc nãy mình có thì có một số cái thông tin từ đây, đặc biệt là từ cái cuốn này. Rau củ quả trái cây. Đây là cái cuốn mà mình hoàn toàn recommend mỗi người có một cuốn, để mà giống như hồi nãy giờ mình nói cái trái này nó có cái gì, nó chữa cái gì á, thì đây là cái cẩm nang. Mọi người nên có. Bộ sách này nó bữa nay nó đã là 8 cuốn rồi. Cho nên là nếu mà mua nguyên bộ thì hơi mệt. Nhưng mà cái mà nếu mà quan trọng đến thức ăn, food, trái cây thì đây là cái cuốn mà nên mua, cuốn màu cam. Cái cuốn này là cái cuốn tổng quát ban đầu. Cùng tác giả. Dạ, cùng tác giả. À, sẵn nói về tác giả này thì đây không phải là một bác sĩ, mà ông là một cái nhà ngoại cảm. Và ông có khả năng ngoại cảm này từ năm 4 tuổi. Và từ 4 tuổi là ông đã được huấn luyện và đào tạo bởi cái linh hồn tối cao mà giúp đỡ cho ông á tất cả kiến thức về cơ thể con người, tất cả những kiến thức về bệnh tật. Và đó là lý do tại sao mà bây giờ giống như khi mà trưởng thành là đi tới đâu cũng nhìn thấy bệnh hết.
Ông nói là đối với một cái người bình thường á, nhìn thấy một con người là nhìn thấy a, à, anh đó là bạn tôi, anh đó là bạn của người kia, anh đó là bạn của người nọ, hoặc là một cái con người cụ thể. Còn tôi nhìn thấy là anh này anh đang bị cái gì, bệnh gì, bệnh gì, bệnh gì, liệt kê trước mặt. Thì cái thời thanh niên của cái tác giả này rất là stressful, rất là căng thẳng, và ông nổi loạn bởi vì ông không muốn cái nhiệm vụ đó. Bởi vì ông bị đè lên từ năm 4 tuổi mà, chứ ông không phải là ông muốn. Thì đến một giai đoạn những cái biến cố xảy ra thì ông finally ông chấp nhận, ông làm cái sứ mệnh này. Thì câu chuyện của ông cũng khá là hay. Trong cái cuốn này ông có kể về câu chuyện về cuộc đời của ông để cho mọi người có thể tham khảo. Cái gì ông biết là dựa trên nghiên cứu hay là dựa trên cái trải nghiệm thực tế? Trải nghiệm thực tế và kiến thức từ cái linh hồn tối cao, mà ông là cái nhà ngoại cảm mà. Bởi vì cái linh hồn tối cao đó, theo lời kể của ông, đó là cái linh hồn tối cao duy nhất mà có thể cung cấp tất cả những chuyên về cái lĩnh vực này, về y khoa. Cho nên mọi người sẽ thấy cái tên của ảnh ở đây nó là Medical Medium, tức là nhà ngoại cảm y khoa. Và anh này ảnh chuyển tải, tức là giống như cái ngoại cảm của ảnh đó là ảnh nghe được như một cái người đang đứng kế bên rồi đó, chứ không phải là ảnh ý nghĩ trong đầu nha. Nên cái hay là ở chỗ đó, nó rất chính xác chứ nó không phải là cái ảnh tưởng tượng ra. Và mọi người cũng biết là khoa học là những cái mà do con người mình tìm thấy, chứ không phải là từ thế giới tâm linh đi xuống. Mà mình nghĩ coi ai đến trước, chắc chắn là cái tâm linh của mình nó đến trước, chứ không phải là khoa học. Và tất nhiên khi nó đến từ con người, nó sẽ có giới hạn. Còn những cái kiến thức từ bên trên đổ xuống là nó không có giới hạn. Tất cả những cái trong đây, ông này chính là một trong những cái người tìm ra con virus EBV. Và bây giờ cái công việc của anh là anh kết hợp với tất cả các khoa, y khoa, bác sĩ để mà chữa những cái bệnh hiếm gặp. Bởi vì chỉ có ảnh mới có chỉ được những cái đoạn đó thôi, vì nó khó quá, người ta bình thường người ta không thấy. Đây là một cái người mà rất active trong cái ngành y khoa, mặc dù không phải bác sĩ. Và nếu như mọi người follow cái Instagram của ảnh thì cái hai cuốn sách mới nhất, đây mình giới thiệu luôn cái bộ sách. Bộ này là mình có rồi, đây là năm cái cuốn ban đầu. Nó đây nè, cần tây nó, năm cái cuốn ban đầu cần tây nó có một cuốn riêng nha mọi người. Riêng cần tây, lợi ích của cần tây là ông viết một cuốn riêng. Đến cái này là giải cứu gan là một cuốn riêng. Và đây là cái phục hồi tuyến giáp. Cho nên là bộ sách này mình recommend mua nguyên bộ, nhưng mà tùy mỗi người thôi. Nhưng mà đây là cái mà mình hoàn toàn cần thiết. Dạ. Đọc riêng lẻ vẫn được, không nhất thiết phải đi nguyên bộ. Nhưng mà bởi vì mỗi cuốn nó đều cái nội dung của nó khác nhau mà. Tiếp theo là cái cuốn này là cái cuốn cơ thể từ chữa lành thanh lọc nè. Thanh lọc là cái cuốn mà nó có cái menu để mà mình thanh lọc nè. Nếu mọi người có sách thì rất là dễ, không có ấy, nhưng mà cái động cơ làm thì là chuyện khác ha. Có nhiều người có sách mua sẵn để dành không đọc. Cho nên cái peer group, cái peer motivation nó rất là quan trọng. Thì mình có thể làm cái group đó. Đây là hai cuốn mới vừa ra tức thời. Thì một cái cô bác sĩ có review về cái này và cô rất là đánh giá cao, bởi vì đây là những cái kiến thức liên quan đến thần kinh. Liên quan đến thần kinh. Mọi người nghĩ đi, bình thường mình bị mấy cái bệnh tinh thần, tâm thần á, đâu có nghĩ là thuốc mà rau củ này nọ nó chữa được đâu. Có luôn, công thức chữa luôn. Mình rất là ngạc nhiên luôn. Rất là khoái chí cái đoạn mà có thể uống những cái shot, nó thành là shot nha. Nó ép từ những cái rau củ quả mật của ổng đưa ra, và nó là những cái shot giống như là rượu, tequila shot. Và mới vừa ra mà rất là tán thưởng. Nếu như mọi người có follow cái Instagram của cái anh này á, thì có rất nhiều người ta lành bệnh chỉ nhờ bộ sách này. Và họ vô họ review, tức là họ share cái kinh nghiệm, cái trải nghiệm của họ. Họ chụp hình before and after, họ quay clip luôn. Có những người bị vẩy nến, bị chắc là cái bệnh vẩy nến ở tiếng Việt á, da của người ta rất là ghê. Và sau khi họ bắt đầu họ đi theo cái ăn uống theo cách này, họ uống cần tây, sau 6 tháng thay đổi như thế nào, 1 năm thay đổi như thế nào, và nó bền vững. Đó là những cái thay đổi bền vững. Tức là anh chưa đọc cái sách này ấy, nhưng mà ví dụ như cái vấn đề về tự chữa lành chẳng hạn, thì nó cho phép can thiệp những thứ khác vào không? Ví dụ, anh nói ví dụ như là anh bị huyết áp 10 năm nay, thì mình cũng muốn tìm mọi cách để mà nó tự lành, tức là bằng cái việc ăn uống. Thế nhưng mà nó không ăn thua, tức là mình cũng chỉ uống thuốc, và mình uống thuốc 10 năm nay thuốc huyết áp ấy. Bây giờ nếu giả sử mình áp dụng cái phương pháp này, thì trong cái quá trình bắt đầu áp dụng thì có ngưng thuốc không hay là bắt uống? Theo cách của ông recommend cứ dùng thuốc, nhưng anh tăng cường những cái bằng rau củ quả và đi theo cái liệu trình, tại vì nó sẽ có thêm một phần nữa mà nãy giờ mình chưa nói, đó là cái supplement, tức là thực phẩm bổ sung.
Và đối với thực phẩm bổ sung có một điều mọi người cũng cần chú ý, đó là những cái mà nó add in vào trong cái thực phẩm bổ sung, nó cũng giống như mình phải check cái label đó, những cái đó có phải là cái mình muốn hay không. Thì ổng cũng có cái recommendation cho những cái thực phẩm bổ sung mà mình nên có cho từng căn bệnh cụ thể. Thì ngoài cái chuyện là mình dùng rau củ quả thì có những cái thực phẩm bổ sung nên đi kèm. Và đến một cái giai đoạn mà anh ổn định rồi, anh có thể bỏ thuốc, chứ không nhất thiết phải dùng thuốc nữa. Nhưng giai đoạn đầu vì mình chưa tin tưởng á, mình cứ từ mình đi. Bởi vì nó rất khó để biết ổn định, bởi vì mình đang dùng thuốc cho nên là cái ổn định là do thuốc, chứ không biết khi nào thì là do cái. Anh có thể dừng khi mà anh cảm thấy thoải mái, quen với cái chế độ ăn uống á, anh có thể dừng thuốc một thời gian ngắn để anh xem nó có tác động hay không. Mình sẽ biết. Có một lần anh áp dụng tất cả những cái ăn uống kiểu cũng cần tây cần tiết các thứ này, rồi ăn nó không hết, thế là mình uống thuốc lại, sau đó mình nghĩ ra cách khác, tức là bắt đầu thần kinh. Bởi vì thường thường ấy, 70% huyết áp nó là vô căn, tức là không tìm ra nguyên nhân căn bệnh. Thế anh nghĩ là thần kinh, thế bắt đầu mình sống nó tinh thần nó thoải mái hơn. Thế rồi mình thấy huyết áp hết, không uống thuốc, mình rất mừng, mình tự chữa khỏi rồi. Sau đó phát hiện ra là thì mày đau huyết áp rồi. Thế bây giờ anh vẫn uống thuốc. Không, theo cách của ông, tại vì có rất là nhiều cái ca bệnh á. Có rất là nhiều cái ca bệnh họ cũng như vậy, bởi vì họ đang dùng thuốc mà. Thì cái khuyên của ổng là cứ tiếp tục song song cho đến khi mà mình nhập nó được lại là một là cái phương thuốc tự nhiên. Thì mình sẽ phải tự kiểm tra cái đoạn đó và có những cái sự trùng lắp là gần đây anh hay quan tâm đến những cái vấn đề như này, nhưng mà nó lại của y khoa, ví dụ như là công nghệ Resmax của Đức liên quan đến việc lọc. Đúng rồi, có cái công nghệ thanh lọc đó, em có nghe nói vậy. Mình có thể áp dụng cả hai đúng không? Được. Tức là bởi vì đây là cái nguồn rau củ quả tự nhiên, nó không có giới hạn, không có cấm chỉ mình cái gì hết trơn á, mình hoàn toàn có thể dùng cái nguồn này bổ sung cho cái mà mình đang ấy, và từ từ nó sẽ chứng minh được rằng là nó thay thế được cho tất cả những cái đồ nhân tạo. Thì mình phải cho nó cái thời gian đó, vậy thôi. Cái này không biết có mọi người thấy chưa, nhưng mà cái này nó là cái giúp cho mình có thể gọi là đo lường được cái cảm xúc của mình và mình cân bằng nó. Nó đi theo cái cảm xúc bình thường của mình là vui, buồn, giận dữ, yêu thương, ganh ghét hay là thù hận. Thì khi mà chúng ta ở những cái cảm xúc mà negative giống như là ghét bỏ, thù hận, thì chúng ta sẽ thấy cái mức năng lượng của mình nó nằm ở mức nào. Cảm thấy tội lỗi, cảm thấy xấu hổ thì nó nằm ở mức thấp nhất. Đây là cái mức mà rất là tệ. Và đó là cái mà mình tự làm cho bản thân mình đó. Mình tự cảm thấy xấu hổ, mình tự cảm thấy có tội lỗi là cái mình tự nói với bản thân mình đó. Tức là nó là cái energy level luôn, nhưng mà nó đi theo cái emotion. Bởi vì sao? Khi mà chúng ta cảm thấy vui, cảm thấy yêu thương, cơ thể mình khỏe không? Khi mà mình cảm thấy yêu thương là mình sẽ cảm thấy rất sung sức, rất là muốn làm everything và mình có sức để mình làm tất cả mọi chuyện. Nhưng khi mình nổi giận, mọi người thấy mình mất năng lượng liền không? Đang hét ai đó, chửi ai đó một cái xong, mệt không? Mình mệt trước chứ cái thằng bị chửi chưa chắc mệt nha. Nó gắn liền với năng lượng của mình, cảm xúc nó gắn liền với năng lượng của mình. Tần số năng lượng cảm xúc cũng chính là tần số năng lượng của bản thân. Ở đây mình đang nói về năng lượng mà không phải là vì ăn một cái gì đó nha. Cái energy đúng nghĩa. Có thể được hiểu là nó phải đốt một cái lượng calo nào đó để sinh ra năng lượng này. Đây, không phải là đốt mà chỉ là suy nghĩ của mình mà thôi. Khi chính xác, cho nên mental nó nằm đây. Khi mà cái tâm trạng của mình nó bị ảnh hưởng bởi chính cái suy nghĩ của mình, đúng không? Anh nghĩ cái thằng đó lừa anh mới giận chứ. Chứ anh không nghĩ nó lừa anh đâu có giận. Cảm xúc nó đi theo cái suy nghĩ, cái tư duy của mình. Cho nên á, để mà chúng ta có thể duy trì những cái cảm xúc cao và giúp cho chúng ta luôn luôn được gọi là có cái tâm yên và chúng ta enjoy life, cũng như là chúng ta có cái năng lượng để chúng ta tiếp thụ những cái năng lượng tương tự. Mình hay nói cái mây tầng nào gió tầng đó, đúng không? Nó là như vậy đó. Khi chúng ta ở những cái mức năng lượng thấp này, chúng ta sẽ thu hút những cái vật, những cái người, những cái điều tương tự như thế. Khi chúng ta ở cái tầng cao trên này, chúng ta sẽ thu hút tương tự như vậy. Vậy thì làm sao để thu hút những cái điều tương tự? Là chúng ta phải giữ cái tần số của mình cao thì chúng ta mới thu hút những cái cao. Thì anh thấy có một cái điểm mà nó hơi băn khoăn tí này. Tức giận là một cái gì rất tiêu cực, nó tạo ra 150. Tức là nó nằm ở giữa, nó so với không, những khó hiểu, những cái này. Cái sau, cái khát khao là một cái gì rất là tích cực thì nó lại nằm ở dưới 125.
Dạ, tại vì cái design á nó không có luôn luôn là positive. Nó giống như tham á. Cái lòng tham á, đó. Này, chưa đạt anh được. Muốn một cái gì đó. Dạ đúng rồi, mà chưa có đạt được. Cái chỗ đó về tiếng Việt tham muốn. Ờ, à, đúng rồi, đúng rồi. Chỗ này nó để khao khát. Đúng rồi, nó dịch thành cái chữ khao khát thì thật ra nó cũng đúng với cái chữ design, nhưng mà mình hiểu phải hiểu nó là cái tham muốn của mình mà mình chưa đạt được thì đó chính là cái khó chịu đúng không? Dạ đúng rồi. Đó chính là cái những cái cảm xúc mà nó nằm ở khúc này là nó dễ bị ảnh hưởng với cái cơ thể của mình, với sức khỏe của mình. Và để sức khỏe của mình tốt thì đây là những cái cảm xúc mà mình đang tập trung. Và để mà giữ được những cảm xúc này đó là mình thay đổi tư duy. Chỉ có thay đổi tư duy thôi, bởi vì như lúc nãy mình cũng nói rồi, ảnh hưởng từ đây nó xuống đây, cảm xúc của mình từ cái suy nghĩ của mình chứ từ đâu. Đó thì hy vọng là những cái thông tin ngày hôm nay và cái chia sẻ này nó sẽ giúp cho mọi người mường tượng được rằng là làm sao để chúng ta có thể giữ được cái năng lượng của mình cao, cũng như làm sao để chúng ta có thể giữ được cái sức khỏe tốt thông qua tất cả những cái thông tin mà mình chia sẻ. Thì hy vọng mọi người có thể đạt được cái mình muốn từ những điều này. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Thank you.